Không chừng nếu mà nói cho đúng ra là còn dư. Thí dụ bây giờ hỏi nha, mình có già mình có cần đôi giày không? Cần, cần mấy đôi? Mỗi lần mang đôi thôi chứ sao mang hai đôi. Vậy mà trong tủ lúc nào cũng 10 đôi. Mình chỉ cần một cái áo lạnh mùa đông thôi, nhưng mà trong tủ lúc nào cũng 5-7 cái. Như vậy thì rõ ràng là cái phước của chúng ta có, cái phước chúng ta có. Và nếu chúng ta biết dụng cái phước đó, biết cảm nhận cái phước đó, thì cái phước này nó trở nên cái gì? Thật báo trang nghiêm tịnh độ của mình. Cho nên á, mình không, mình nếu mà mình đợi chết để mình mới được đi về được một cõi tịnh độ nào đó lâu lắm. Bây giờ ngay trong cái thế giới chúng ta đang sống đây, chúng ta hãy cảm nhận được cái thật báo trang nghiêm tịnh độ được của mình có không? Có. Giống như bây giờ Pháp Hòa ví dụ như là bản thân chúng ta đây, giày dép có, quần áo có, khăn nón có, thức ăn có, nhà ở có, xe cộ có, không thiếu gì hết. Phước báo quá chừng. Mà bây giờ nếu chúng ta không bằng lòng được với cái tịnh độ mà chúng ta đang có đây, chúng ta đang không bằng lòng với cái tịnh độ, cái hạnh phúc chúng ta đang có đây, thì chúng ta đợi đi đâu nữa, còn tìm ở đâu nữa. Cho nên rõ ràng mình có thật báo trang nghiêm tịnh độ. Rồi bây giờ cái tịnh độ thứ ba là tịnh độ phương tiện hữu dư này của các bậc thánh nha. Hữu dư là gì? Nghĩa là còn dư lại chứ chưa rốt ráo. Những vị như là Thanh Văn, Duyên Giác đó, các vị người ta tu, người ta bỏ được cái thấy, cái lỗi lầm do cái thấy, cái lỗi lầm do cái tư duy, nhưng mà người ta còn sót lại một số các vấn đề khác như là trần sa hoặc và vô minh. Trần sa tức là cái phiền não nó nhỏ như là bụi, vô minh là những cái tối tâm không thấy. Bây giờ mình ở đây nè, mình tu cái phiền não thô thì có thể mình bỏ được, nhưng mà phiền não vi tế là có bộ còn. Quý vị hiểu vi tế không? Vi tế là nhỏ nhỏ chút chút vậy, giận đỏ mặt chửi bới chắc cũng bớt rồi, nhưng mà hờn mát còn. Ví dụ ai làm gì mình chút cái không có giận đỏ mặt tía tai nhờ đó nữa, nhưng mà ghét thèm nói tới giận hờn hờn mát vài ngày mình còn ở đâu. Nhưng mà cái giận mà mình biểu lộ ra bên ngoài chắc mình có thể bớt được, tại vì mình làm gì làm chứ cũng nghe pháp khá rồi, cũng tu nhiều rồi, nghe pháp nhiều mà giờ giận dữ quê chết. Mỗi lần mà nghe pháp nhiều mà không tu cái người nhà chọc. Có một cái anh đó, anh hay chọc vợ anh, vợ anh nghe pháp dữ lắm, nghe thầy Pháp Hòa không à, mà mỗi lần mà giận là bắt đầu cũng la hó lên cái ông chồng chọc, ủa thầy Pháp Hòa đi đâu rồi ta. Vậy là mình nghe thầy nhiều mà mình không tu thầy mang tiếng nha. Mỗi lần mà anh chị đó chỉ giận lên là ông chồng hỏi, ủa thầy Pháp Hoài đi đâu rồi, thầy Pháp Hoài đi đâu rồi, thế là nhắc bà vợ trở lại không. Thành thử ra hữu dư là vậy đó, tức là mình tu mặc dù những cái thô mình đoạn được, nhưng mà những cái tế chắc mình còn phải không. Như vậy á, thỉnh thoảng mình có sống trong cái tịnh độ mà còn sót lại một chút thôi cũng đỡ, phải không? Cũng đỡ là sao? Hồi xưa mình giận mình la hét ung sùng, bây giờ mình giận mà mình biết control, mình biết điều khiển một chút xíu để cho nó tịnh. Thôi bây giờ những lúc vậy nó thôi, tôi bây giờ tôi đã an trụ trong phương tiện hữu dư tịnh độ của tôi. Bây giờ tôi tịch quang tôi không nổi. Thật báo là tôi có, nhưng mà giờ tôi sống với cái phương tiện hữu dư. Chữ phương tiện là gì? Là chưa phải là rốt ráo, chưa phải là cứu cánh. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ khác. Khi nào mà đại chúng nổi cơn giận, thay vì mình la, mà mình biết mỗi lần mình la là con cái nó bỏ nhà nó đi mấy bữa, mà nó đi một cái rồi là mình thì hết giận rồi, mà giờ đâm lo không biết nó đi với ai, nó làm gì, lỗ quá chừng. La một tiếng giống như mình thổi nó ra khỏi cửa vậy, mà nó ra khỏi cửa rồi đi mấy ngày luôn, thì mình bắt đầu trong này mình lo. Thôi bây giờ mình đi kiếm chỗ mình ngồi mình tĩnh lặng xuống, mình đừng có la hét nó, lát nữa mình im lặng mình tĩnh rồi mình nói chuyện với nó sau.
Mình biết những lúc mình giận như vậy, mình đi uống ly nước lạnh, đi lại xá bằng Phật vậy đó, tuy nó chưa có rốt ráo là người tu, nhưng mà trong lúc giận mà còn biết đi kiếm những cái đó để mà trị cái cơn giận mình cũng còn khả dĩ, còn hơn là như ngày xưa mình không biết, mình vung vẩy những cái đau khổ đó cho mình, cho người xung quanh. Giống như là quý vị niệm Phật á, quý vị lấy sâu chuỗi quý vị niệm, để trong khi mình niệm với sâu chuỗi tâm mình tĩnh lặng, tuy chưa phải là rốt ráo viên mãn hoàn toàn của sự niệm Phật, niệm Phật không cần chuỗi mà tâm vẫn tĩnh lặng, cái đó mới là số 1. Nhưng mà giờ mình chưa đạt tới chỗ đó, mình còn này nè. Rồi ví dụ bây giờ mình tụng kinh không có chuông có mỏ mình tụng được, tụng hồi nó tán loạn tùm lum, cho nên nhờ có chuông có mỏ lóc cóc vậy mình tụng, mình giữ tâm mình đều 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 vậy. Phương tiện ví dụ như bây giờ quý vị ăn chay, ăn chay mà biểu ăn rau ăn tương ăn nổi, bắt đầu cuốn tàu hũ với lá rong biển rồi chiên giòn chấm nước gừng, hỏi gì vậy, cá kê chiên gừng rồi cái lấy mì căn xé ra rồi trộn với bắp cải, hỏi gì vậy, gà xé phai không là ví dụ vậy. Tuy những món ăn đó nếu mình đã ăn chay rồi thuần thục rồi, ngon dở hay không sao hết, ăn gì cũng được, nhưng đối với những người người ta chưa thuần thục, người ta còn ăn chay mà người ta còn thèm đồ mặn là một, và người ta chưa ăn quen những cái món ăn quá đơn giản, thì mình khéo léo mình làm những món ăn cho ngon, để cho người ta ăn trong cái món ngon của chay mà tránh được cái sự sát hại, để cho bớt đi những cái bệnh tật, bớt đi những cái ý niệm sát sinh, tuy chưa rốt ráo nhưng mà rõ ràng đây là một phương tiện tịnh độ. Hiểu được cái chỗ đó không? Những gì trong cuộc sống này chúng ta làm chỉ nhằm một mục đích, độ cho cái tâm mình, độ cho cái người kia, ít nhất họ cũng trở về được với cái sự tu tập, tuy chưa phải là cứu cánh viên mãn rốt ráo, nhưng đây cũng là một thứ tịnh độ. Cái này gọi là phương tiện hữu dư. Phương tiện thì không phải là cứu cánh, hữu dư thì còn rơi rớt lại một chút. Nếu mà nói ở các bậc tu chứng á, là các bậc thanh văn duyên giác á, đoạn được cái kiến hoặc cái tư hoặc, nhưng mà chưa hết vô minh hoặc, trần sa hoặc, hai cái đó nó còn ở trong các vị đó, cho nên cái trường hợp đó gọi là phương tiện hữu dư. Ở đây không phải chỉ muốn nói cái thực tế một chút, để cho đại chúng nhận ra được cái tịnh độ của mình. Còn cái tịnh độ mà mình chết mình đi thì lâu quá, thôi giờ nói tịnh độ ngay trong cuộc sống này. Khi nào tâm mình lặng lẽ, sáng tỏ mọi việc, trường hợp đó gọi là thường tịch quan tịnh độ. Nhìn cuộc sống của mình hiện tại không thiếu gì hết, đó là do phước của mình, cho nên an vui, bằng lòng chấp nhận với những cái chúng ta có, mà đặc biệt là những khi chúng ta đã nhận được những gì chúng ta có rồi, chúng ta không đua đòi quá đáng ngoài khả năng của mình, chúng ta luôn luôn sống được với cái thật báo trang nghiêm độ của mình. Và đồng thời trong cuộc sống thỉnh thoảng có những cái vấn đề phương tiện chúng ta tạm dùng để chúng ta ứng dụng tạm thời trong cuộc sống của mình, cái này gọi là phương tiện hữu dư. Như nãy giờ Phong Hòa ví dụ, người tu nếu đã tâm tu ở đâu ngồi cũng tu được, nhưng bây giờ tâm mình chưa tỉnh trọn, cho nên nếu mình ngồi chỗ ồn sao tu. Các cái bậc mà thượng căn thượng trí, người ta ngồi ở quán bar ta vẫn niệm Phật được, còn mình ngồi ở nhà yên lặng niệm Phật mà còn nghĩ lung tung chứ đừng nó ra tới ngoài. Đâu mình chưa, cái khả năng mình chưa đủ cái khả năng là ra ngồi ở sòng bài mà vẫn niệm Phật được. Mình thấy người ta niệm, người ta ngồi chơi bài mình niệm, mình không chừng mình dòm dòm để đánh con đó đó, sao đánh không chừng mình còn dòm ngó theo rồi mình biểu là đánh cái kia đánh cái nọ nữa, cho mình chưa được như vậy thì phải tạm mượn những cái phương tiện như là khung cảnh ở trong chùa, như là tiếng chuông tiếng mõ, như là sông chuỗi, như là chiếc áo tràng, hoặc là ăn chay mà chúng ta còn mượn phương tiện nấu món này món nọ để cho chúng ta dễ dàng trong cái đề ăn chay. Tất cả những cái đó
đều là tịnh độ hết, nhưng mà phương tiện tịnh độ. Quý vị hiểu được ba thứ tịnh độ đó rồi. Bây giờ cái tịnh độ thứ tư, theo như cái lý tịnh độ tên giải thích, thì tịnh độ thứ tư này chính là tịnh độ của Phật Di Đà đó. Tịnh độ đó gọi là phàm thánh đồng cư. Phật Di Đà đang ở một cõi tịnh độ mà chúng ta thường gọi là Tây Phương Cực Lạc đó. Cái tịnh độ đó có cái tên nữa là phàm thánh đồng cư tịnh độ. Tại sao gọi là phàm thánh đồng cư? Đức Phật A Di Đà, chư vị Bồ Tát, các vị thượng thiện nhân thánh chúng, các vị đã ở trên cảnh giới an lạc đó rồi. Nhưng mà có những chúng sanh ở dưới này được vãng sanh về cõi đó đó. Có những chúng sanh sanh về cõi đó mà chưa có được thượng phẩm thượng sanh, có những người còn hạ phẩm hạ sinh, thì rõ ràng mình cũng là một chúng sanh nhưng mà được một chút công đức về cõi đó. Thì mình là người phàm mà nhập cư lên cõi thánh thì ở sao? Ở cõi đó gọi là phàm, phàm là mình, thánh là các vị. Cõi tịnh độ đó pha trộn giữa hai chủng, là một là thánh, hai là phàm. Cho nên cõi tịnh độ Phật A Di Đà ở Tây Phương Cực Lạc còn có cái tên nữa gọi là phàm thánh đồng cư tịnh độ. Quý vị hiểu được cái tịnh độ đó. Ở trong bốn thứ tịnh độ mà ba cái nãy Pháp Hòa nói đó, là khắp hết, ở đâu có thường tịch quan thật báo trang nghiêm phương tiện hữu dư. Nhưng có một cái tịnh độ có cái tên là phàm thánh đồng cư tịnh độ, ý chỉ cho cõi cực lạc của Phật A Di Đà mà lâu nay chúng ta thường muốn phát nguyện sanh về đó đó, nguyện khi chết giảng sanh cực lạc đó. Cõi cực lạc có tên là phàm thánh đồng cư. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói cõi này có phàm thánh đồng cư không? Có những người tu hành miên mật, có những người còn trong cái phàm phu. Thôi thì bây giờ hôm nào đó mình buồn phiền ai đó thì mình nói cõi này là cõi phàm thánh đồng cư. Vì phàm thánh cho nên mình biết ai phàm ai thánh. Thôi vì tốt hơn là gặp ai mình cũng xá, kính các vị đó là thánh đi, để mình không mang cái lỗi là gì, khinh khi, không mang một cái lỗi là coi thường người khác. Gặp ai mình cũng kính chào, vì có thể những vị đó người ta đang biểu lộ cái gì, biểu lộ cái tướng phàm để cho chúng ta tu tập. Quý vị hiểu ý không? Cho nên phàm thánh đồng cư cũng có thể là cõi của mình ở đây. Trên cái lý thì nói về cõi cực lạc của Phật Di Đà, ở cái mặt thực tập thì chúng ta vẫn thấy cõi này vẫn là cõi của phàm thánh đồng cư. Bây giờ quý vị không tin đó, ở trong nhà mình rồi, có nhiều khi có những người tu tập đàng hoàng, nhưng mà mấy đứa con mình đôi khi nó cũng còn phàm lắm chứ. Thì bây giờ không lẽ nó phàm mình bỏ nó ra sao? Mình thì tu quá chừng, con mình thì một không biết tu gì hết đó. Ví dụ vậy là phàm thánh chung nhà nè, thấy không? Nhưng mà bây giờ đâu phải vậy rồi, mình đẩy họ hết ra. Mình đã chấp nhận tạo cõi tịnh độ thì ai mình cũng phải chấp nhận hết. Phàm thánh gì mình cũng người phàm mình cũng dung, để nhờ đó họ hướng tâm. Cho nên các vị mà thọ mà vãng sanh về cõi cực lạc mà ở trong hạ phẩm hạ sanh tu sao mà được cái phước tu vậy? Nếu như người về cõi đó chưa có thuần, chưa có được thành Phật đi, nhưng mà nhờ mỗi ngày nghe pháp, nhờ mỗi ngày nghe những lời thiện tri thức nhắc nhở, biết cũng phải tu. Cũng giống như Pháp Hòa ví dụ, giờ thử bây giờ quý vị vô chùa quý ở chừng tháng rồi, không muốn tụng kinh cũng phải tụng. Sáng nào cũng tụng, người ta tụng từ sáng tới chiều ngày mấy thời. Giờ không muốn ăn chay cũng có gì để ăn nữa, tại đi tới lui chỗ nào cũng thức ăn chay không. Cho nên nhờ mình biết mình còn phàm, nhưng may mắn thay mình lọt vô cõi thánh mình ở, thì từ từ các cái bậc xung quanh mình cũng thổi mình lên làm thánh, tại vì người ta ảnh hưởng. Nhưng mà nếu như tâm tu mình chưa vững, mình mới có một chút thấm nhỏ nhỏ thôi mà lọt xuống cái chỗ phàm mà ở thì sao? Mùng 3, mùng 7 mình cũng dính luôn. Mà mình không biết hút thuốc, ở chung chơi với người bạn hút thuốc, hút riết cũng phải hút. Mình không biết uống rượu mà người ta nhậu hoài mỗi ngày, rồi người ta biểu mình một ly, hai ly, uống riết cho biết uống. Tại mình không biết nói bậy, ở gần người chuyên môn chữ thiện hồi mình cũng gần, mình cũng giống nhau. Thành thử ra cái hạnh phúc
là khi chúng ta là phàm nhưng mà chúng ta còn được gần bậc thiện tri thức. Cho nên đời này mình còn được cái duyên gặp được các vị thiện tri thức trong cuộc sống, thì mình phải biết rằng cái đó là một chút phước của mình còn, bởi vì mình gần gũi được cái người thiện, người lành đó phải dễ. Cho nên hồi xưa người ta nói gần sơn thì dính tai đen, gần ánh đèn thì lâu mình cũng được tỏ sáng. Mình gần cái gì thì mình lấy cái đó. Mình đi vô trong cái chỗ mà ta chuyên môn làm hương, làm nhang, áo quần mình ít nhiều nó cũng thấm được cái mùi hương, mùi nhang. Hôm nào quý vị đi ăn nhà hàng mà vô một cái nhà hàng nào mà cái bút máy hút họ yếu, cái nhà bếp họ mà nấu mà nó lan cái mùi ra, ăn tiệc trong cái nhà hàng đó về áo quần mình nó cũng tẩm cái mùi đó, vậy nó hít cái mùi đó. Thì ở đâu cũng vậy, mình gần đâu thì mình sẽ chịu cái ảnh hưởng cái đó. Thì thôi bây giờ qua bốn cái câu mà tịnh độ, bốn cái chữ, bốn loại tịnh độ, và thưa với đại chúng, đại chúng nhớ ha, thường tịnh, quan tịnh độ, ý muốn nói là sự lặng lẽ của tâm mình. Tâm mình lặng lẽ nhưng mà lúc nào trí tuệ mình vẫn sáng tỏ như vậy là thường tịnh, quan tịnh độ. Người tu mà ham vui khó tu. Ví dụ như lâu lâu tập họp đông vui vậy chứ ngày nào cũng rần rần sao tu, phải không? Nếu mà mình tu mà mình chấp nhận được ở nhà một mình hay là ở chùa một mình, trong lúc không có ai hết mà mình vẫn vui với cái niềm vui tĩnh lạc như vậy đó, không có. Nếu mà mình cảm thấy trời buồn quá để kiếm ai nói phôn thôi là mình biết thường tịnh của mình nó không thường hết nha. Khi nào mình ở nhà một mình dọn dẹp hoặc đọc sách hoặc là nằm nghỉ ngơi, nói chung là ở nhà một mình mà không cảm giác buồn bã gì hết, mình vẫn tĩnh lặng được như vậy, lúc đó mình biết mình có được cái tịnh độ thứ nhất là thường tịnh quan tịnh độ. Rồi lúc nào mình cũng nhận biết rằng cái phước mình có, cho nên đời sống vật chất của mình không có thiếu gì hết. Đó là mình biết rằng mình có cái tịnh độ thứ hai là gì? Thật báo trang nghiêm tịnh độ. Rồi mình biết rằng tuy những cái phiền não thô mình giảm được, nhưng mà những cái phiền não vi tế mình chưa giảm. Hay là nói cách khác là mình sống ở trong đời mình cũng còn nương vào những cái phương tiện để chúng ta tu tập tinh chuyên hơn, thì chúng ta đang ở trong tịnh độ thứ ba là gì? Phương tiện hữu dư tịnh độ. Rồi đến một cái nữa là chúng ta nhận biết xung quanh mình ai có người tốt, có người xấu, có người dễ thương, cũng có người chưa dễ thương. Chưa dễ thương thôi chứ không phải dễ ghét. Nếu mình nói cho ai cũng dễ ghét hết, bây giờ mình đổi chữ lại, người dễ thương và người chưa dễ thương, nghĩa là có ngày sẽ được dễ thương. Cho nên ai hỏi Pháp Hòa làm gì Pháp Hòa ít khi nào nói tôi không bao giờ, nói dạ chưa, biết đâu chừng mai mốt mình làm cho ta nói ta cười mình sao. Nhưng mà thành thử ra khôn, đừng nói không, chưa. Giống như ai hỏi Hòa có đi Việt Nam không, nói tôi không bao giờ đi cũng được, nói tôi chưa đi. Mà thiệt 30 năm rồi chưa đi, 30 năm rồi chưa về Việt Nam. Cho nên giờ nói tôi chưa về Việt Nam, chứ mà không có nói là tôi không bao giờ về quê mình sống về, nhưng mà chưa biết lúc nào về được thôi. Thì mình nói là tôi chưa về. Thở đây cũng vậy, chúng ta nên nhớ rằng tịnh độ, tịnh là vắng lặng, độ là cái cõi, cái nơi, cái chốn, cái quốc độ đó. Ai cũng có một tịnh độ của mình, phải không? Thí dụ như bây giờ đãi đại chúng mỗi người một tô bún, nhưng mà người đói bụng á ăn ngon hơn cái người no hoặc là cái người không đói lắm, đúng không? Cũng là ăn tô bún mà cái người mà ăn trọt sao ngon quá chừng quá đó, ăn mà hít hà khen ngon, tại sao? Tại đói. Như vậy thì tịnh độ của người này hoàn toàn thường tịnh. Còn tịnh độ của mình no rồi bắt ăn, nể cả phải ăn nhưng mà không enjoy lắm, không thật sự thưởng thức lắm. Mà cái người đói là họ thưởng thức tới hết tô luôn. Người này đang enjoy tịnh độ 100%, còn mình là tịnh độ 50%. Thì nói chung rằng tịnh độ là nơi chốn, chúng ta đều có tịnh độ này ở ngay trong cuộc sống của mình. Còn nếu mà giải thích theo kinh điển, những cảnh giới của chư Phật, thì chư Phật thường sống trong lặng lẽ.
Cái đó là thường tịnh quán. Chư Phật có phước báo cho nên cõi giới của các ngài luôn luôn trang nghiêm đẹp đẽ, đó là thật báo trang nghiêm. Những bậc thanh văn duyên giác chưa làm Phật nhưng cũng có tịnh độ của chính mình, vì các ngài tuy chưa trừ được vô minh và trần sa nghiệp phiền não, nhưng cái thô như là phiền não về cái thấy, phiền não về cái tư duy các ngài giảm được, cho nên các ngài vẫn có tịnh độ của các ngài. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như mình tu, tuy mình chưa dám nói mình là vừa tu giỏi, nhưng mà từ ngày quý vị biết Phật Pháp, biết chút ít sửa đổi tâm tánh mình, quý vị có thấy nhà mình hay là bản thân mình có an lạc không? Đó, cái đó là gì? Là phương tiện hữu dư. Mặc dù mình chưa rốt ráo, chưa hoàn toàn như chư Phật, nhưng mà mình có khá hơn khi mình chưa biết gì. Cái đó là phương tiện hữu dư. Rồi từ đó chúng ta nhận ra rằng trong cái cõi giới chúng ta đang sống đây, người tốt, người xấu, người thánh, người phàm lẫn lộn, thôi thì ai chúng ta cũng kinh cung kính trân trọng. Nhờ vậy chúng ta không có bị mất cái phước là khinh khi người khác, vì chúng ta nhận ra rằng cõi này cũng có thể gọi là gì phàm thánh đồng cư tịnh độ. Ta có vài giải thích bốn cõi tịnh độ đó mà ai cũng có. Ngày mai mốt mình nhớ là khi nào luôn gặp chuyện gì mình nhớ là mình cũng có cái tịnh độ đó, chứ không phải là không có, không phải chỉ với chư Phật. Câu hỏi kế: nếu một người thầy thấy hai đệ tử của mình, hai vợ chồng có cảnh duyên đang tu tại gia, thì thầy có nên khuyên hai đệ tử xuất gia hay không? Này, có ai muốn đi tu phải không? Thưa đại chúng, nếu quý vị có nghe cái bài Pháp Hòa nói đó ở bên Mỹ, quyến thuộc nhiệm màu, thì đại chúng sẽ biết rằng mình nhớ là khi mà hai vợ chồng phát tâm mà tu được thì tốt, nhưng mà không nhất thiết là phải xuất gia. Mình có thể tu tại gia để mình làm sao mình hướng dẫn được con cháu trong gia đình và vẫn giữ được cái hạnh nguyện của người cư sĩ hộ trì Phật Pháp, trừ trường hợp hai vợ chồng đã ổn định con cái, mọi việc ổn định hết rồi, bây giờ có thể đi tới một bước xa hơn nữa là đồng phát tâm xuất gia để làm những người tu sĩ trực tiếp học hành Phật Pháp và truyền dạy Phật Pháp cho người khác được thì tốt. Còn nếu như không thì mình cứ giữ cái hạnh nguyện của mình ở tại gia mà tu không có sao cả. Cái quan trọng là mình phải biết được cái hoàn cảnh của mình. Nếu hai vợ chồng tuy đồng lòng tu mà con cái mình chưa lo xong, rủ nhau đi tu hết cũng không được. Bỏ nó ai lo? Rồi mình bắt mình không lo nó, rồi nó nửa chừng gì bắt nợ nó, đời sau tiếp tục ra trả nó cho nó nữa. Thôi giờ còn duyên thì lo cho nó xong, rồi khi nó hoàn tất rồi mình tu không có muộn. Có hai vợ chồng hồi nãy đám cưới đó muốn lên gặp thầy một chút, đi sao đây I just introduced you both to the community earlier. Yeah, almost there, or family. Sorry that we leave early because my flying. So we want to say bye. Thank you. Thank you. Yeah. And we have just little for you help us and for you. This is nothing. Oh, thank you. Okay.
cho mấy cái mỏ. I hope thank you like it. And one thing. Yes. Thank you. Thank you. I don't know when we see us again. I will see you soon. I hope. Yes. Thank you. Quý vị thấy cái mỏ này với cái mỏ này, nói cái mỏ này chưa đủ thêm mỏ này. Có những người người ta đâu có cần đi xuất gia, ta làm một cặp vợ chồng nương nhau tu tập ở ngoài và người ta hộ trì tam bảo đắc lực cũng là tốt thôi. Còn nếu mà mình hoàn tất được công việc gia đình bổn phận, đặc biệt là với con cái của mình, hay là hoàn, tại vì mỗi người mỗi hoàn cảnh, có nhiều khi người ta xong được con cái nhưng mà ta chưa lo được cho cha mẹ già cũng khó tu được, phải không? Thành thử ra lo cho cha mẹ già xong rồi mình tu cũng muộn. Nói chung là không thể khuyên nếu chúng ta không rõ được hoàn cảnh của mỗi người. Và đồng thời cái thứ hai là quý vị cũng nên nhớ là thí dụ quý thầy có gặp mình khuyên mình đi xuất gia chẳng qua là một lời khuyên tấn, nhưng mà tự mình phải biết được cái duyên cảnh của mỗi người mà chúng ta quyết định, chứ không phải thầy nói vậy cái mình đi rồi cái hỏi sao vậy, nó tại thầy cũng biểu. Thầy khuyên là một khuyên, nhưng mà mình tự phải biết cái hoàn cảnh của mình chứ, phải không? Giống như có kỳ độ mà cũng kể, có một cô gặp Pháp Hòa hỏi có định ra đời không. Hỏi Pháp Hòa chứ tu mà có định ra đời không. Rồi xong rồi cuối cùng thấy mình quyết chí mình tu quá không xong, rồi cô mới viết cái số phone, cô ghi trong tờ giấy rồi cô nhét vô tay, cô nói khi nào đổi ý kiếm cổ. Nếu mà người ta không lẽ người ta tốt vậy rồi cái mình nói à để tôi lưu lại để khi nào tôi đổi ý tôi kiếm, không. Cái lòng tốt người ta, ta đưa xuống phone là một chuyện, còn mình cứ phone người ta hay không là một chuyện nữa, không. Chưa. Nói vậy cho chắc ăn. Thôi quý vị cũng đáng cầu cho không nha. Kính thưa thầy, theo phong tục Việt Nam, khi cha mẹ qua đời, con cháu mặc đồ trắng để tang, con gái thì che mặt, con dâu không che mặt. Hôm trước Pháp Hòa có giải thích về cái ý nghĩa để tang trong một cái bài giảng là Phật tử và tang chế. Ở đây qua cái câu hỏi là con dâu thì tại sao khi mà để cái tang mà đội như cái mão đó, thì con dâu thì mẻ lên, con gái thì phủ xuống. Cái này nó cũng là cái phong tục thôi. Bởi vì người con gái khi sanh ra rồi gả cho gia đình người khác, rồi ở gia đình đó làm dâu, lo phục vụ cho cha mẹ chồng rất là trọn vẹn, nhưng bù lại thì thiếu cái bổn phận đối với cha mẹ ruột của mình. Cho nên khi cha mẹ mình mất, mình trở về mình thọ tang cho cha mẹ, mình xấu hổ, mình làm con gái mà mình không có lo tròn được cho cha mẹ, cho nên cái khăn che đó phủ xuống, ý đó là xấu hổ che mặt. Còn người con dâu thì nói rằng mình là con gái nhà người khác, nhưng mình đã về đây mình chăm sóc cha mẹ chồng của mình một cách trọn vẹn, cho nên mình rất là hãnh diện, cho nên mình bẻ cái khăn trắng lên, là ý đó là mình hãnh diện, mình là một người ngoài mà lo được cho cha mẹ chồng đến nơi đến chốn. Còn người con gái ruột khi trở về nhà cha mẹ mình mất thì nghĩ rằng mình xấu hổ vì mình không lo tròn cái đạo hiếu của mình đối với cha mẹ. Đó là cái phong tục thôi. Không, ngày nay không có ai có thời giờ để ngồi may mấy cái mũ đó nữa. Cho nên rồi giờ con gái, con trai, dâu rể gì cũng chỉ là một cái khăn bịch trên đầu thôi. Chứ ngày xưa theo để tang, theo ngày xưa rất là quy củ. Một là không được, không có được may
áo tang bà đường chỉ nó quá chặt, phải may cho thưa. Thấy không? Bởi vì tang là tạm, may chặt nghĩa là khít, cho nên may cho thưa để nửa xả tang sổ nó dễ. Cái thứ hai là không được bẻ lai, phải sổ cái lai để khi mình đi tới luôn nó chỉ rồi nó tưa ra, ý muốn nói sự đau khổ, không có tha thiết gì để mặc đồ đẹp lắm. Mà đồng thời con trai trước khi để tang phải đi hớt tóc, theo hớt tóc cho cao cho gọn, bởi vì trong thời gian cư tang ít nhất là 49 ngày là không được đi hớt tóc, phải để tóc để râu để gọi là trả hiếu cho cha mẹ. Nói chung là nếu chúng ta giữ một cái phong tục truyền thống của Việt Nam thì rất rất nhiều thứ. Tại vì không phải Việt Nam không mà mình còn ảnh hưởng phong tục bên Trung Hoa nữa, cho nên nhiều khi mỗi một gia đình biết bao nhiêu những cái phong tục trong đó, bọc pha trộn. Bây giờ là mình nó là Á Đông thôi, chứ còn Việt Nam thuộc tí cũng khó, hay là Hoa không, tại vì mình đủ thứ những cái lễ nghi trong đó. Thì tại nhưng mà tại sao chúng ta lại để khăn tăng màu trắng mà chúng ta không để khăn tăng đen như là phương Tây? Thường thường người Tây phương là người ta mua cái miếng von đen á, ta phủ trên đầu thôi. Còn tại sao Việt Nam mình để khăn trắng? Bởi vì cái màu trắng là cái màu trong sạch, ý muốn chúc nguyện cho người thân mình sạch nghiệp, tiêu những cái nghiệp chướng, sạch sẽ những cái nghiệp chướng để người đó có thể vãng sanh, hay là đi siêu thoát, ví dụ vậy. Cho nên để khăn trắng hoặc áo trắng. Việt Nam mình á thì tang chế thì màu trắng, còn những lễ khác thì không thích màu trắng. Nhưng mà ngược lại phương Tây, đám cưới hoàn toàn màu trắng, vì màu trắng trong cái ngày cưới là tượng trưng cho tinh khiết, là trong sạch. Cho nên màu trắng, đại chúng đừng có bị cái màu trắng nó làm mình khó chịu. Thấy không? Màu trắng là một màu trong sạch tinh khiết thôi. Ví dụ như thời xưa, các đệ tử của Phật đều mặc áo trắng đi chùa hết. Cho nên ngày xưa được gọi là bạch y cư sĩ, tức là những người tại gia cư sĩ mặc áo trắng. Ngày nay quý vị đi qua bên Tích Lan, quý vị sẽ thấy rằng chùa Phật tử mặc đồ trắng không. Đi vô chùa mà nếu mà lễ đó 10.000 Phật tử, quý vị sẽ thấy nguyên một rừng người màu trắng. Nếu người nữ quấn sarong trắng, mặc áo trắng, một người nam cũng quấn sarong trắng, mặc áo sơ mi trắng, và thậm chí có những người còn làm thêm một cái khăn trắng phủ lên vai. Bởi vì áo màu trắng là trong sạch, là tinh khiết. Cho nên chúng ta trong kinh có cái câu là bạch y cư sĩ, những người cư sĩ mặc áo trắng. Đồng thời ở nhà tại gia của Phật tử người Tích Lan, nhà nào cũng phải có vài tấm ra màu trắng. Khi chư tăng tới nhà, lập tức chạy vô trong nhà lấy cái tấm ra trắng trải lên cái ghế ngồi liền. Và cái ghế đó sẽ được mời chư tăng ngồi, chứ không để chư tăng ngồi cái ghế bình thường của mình. Lúc nào cái ghế nào đã trải ghế khăn ra trắng là để thỉnh chư tăng ngồi, tượng trưng cho trong sạch. Pháp Hòa qua Tích Lan ở 10 ngày thì đi với mấy anh người Tích Lan. Lúc nào trong xe mấy ảnh, trong giỏ mấy ảnh cũng có tấm da trắng. Hễ trên đường đi mà tấp vô chỗ nào ăn, dừng xe lại là mấy ảnh nhảy vô nhà hàng trước. Cái bàn nào mà rồi là trải khăn trắng lên, trải cái khăn trắng lên cái ghế đó liền. Rồi mình bước vô mình biết cái khăn nào trải có khăn trắng là biết cái ghế đó của mình ngồi. Vì đó là cái phong tục người ta kính trọng chư tăng. Dù là người dân Tích Lan, nếu mà là một người đạo Phật đều biết cái phong tục đó. Là đi với mình là lúc nào trong áo mấy, trong giỏ mấy ảnh cũng có cái tấm da trắng đó. Hễ tới đâu ngồi là đều trải tấm da đó ra để cho quý thầy ngồi. Thì Pháp Hòa nói như vậy để đại chúng đừng có dị ứng. Mình là Phật tử rồi, không có cái gì mà tin, không có gì là xui xẻo trong cái vấn đề trắng đỏ gì cả. Mình là một cái người mà sống có chánh kiến, chánh tư duy, không? Thì chúng ta không có gì phải sợ màu trắng. Thí dụ như Đức Quan Âm, chúng ta thường gọi ngài là gì? Bạch y Quán Thế Âm, nghĩa là Đức Quan Âm mặc áo trắng. Thì màu trắng là màu tinh khiết trong sạch, chứ có gì đâu sợ. Thật ra nếu mình hiểu được cái ý nghĩa rồi, quý vị đừng có sợ gì cả.
Không, ngày xưa quý thầy ở chùa ở Việt Nam, quý vị biết là đâu có tiền mà mua vải mặc đâu. Những cái đám tang Phật tử vô chùa làm lễ xong lúc mà xả tang á, xin hết khăn tang lại rồi sổ ra, sổ ra xong rồi làm thành một miếng vải kết lại. Sau khi kết tất cả những tấm vải tang nó lại rồi đi nhuộm cái màu măng cục để cho nó thành cái màu nâu sồng đó, hoặc là vỏ cây sồng hoặc là măng cục, rồi nhuộm xong rồi mới cắt quần áo mai mặc mà tất cả toàn bằng vải tang, chứ đâu có tiền mua quần áo. Hồi ở Việt Nam mà thời mà nghèo, tất cả các chùa Việt Nam đều là các thầy đều là mặc độ quần áo bằng vải tang của Phật tử cả. Thì Pháp Hoàng nói thêm chút vậy cho đại chúng biết được cái ý nghĩa đó, rồi sau này chúng ta không có gì phải lo sợ khi chúng ta phải gặp cái màu trắng. Kính chúc quý vị vạn sự kiết tường như ý. Kính xin thầy giải thích hai chữ kiết tường. Chữ kiết tường á, có khi đọc là cát tường, mà nghĩa của chữ cát tường là gì? Là an lành. An lành, mọi cái điều gì tốt đẹp thì tiếng Hán gọi là cát tường hay là kiết tường. Chữ kết á, chữ kiết hay chữ kết á, nó có cái nghĩa là chúng ta gương lại. Những cái gì an lành chúng ta đều kết lại. Thí dụ như là mình gọi là kết duyên. người này duyên này, người kia duyên, hai người gặp nhau thì kết cái duyên với nhau. Thì bây giờ chúng ta cũng mong mỏi những cái điều lành thiện chúng ta gom lại để thành một cái kiết tường. Cho nên thí dụ mình tụng cái bài kinh đó, hiện thành mây báo kiết tường, chư Phật rõ biết ngọn hương chí thành. Tức là cái khói hương mà mình dâng lên cúng cho Phật, bây giờ khói hương này bốc lên và sẽ kết thành những cái án mây lành, án mây an lành để mà che chở cho tất cả chúng ta. Thì chúng ta làm gì chúng ta cũng mong có cái sự cát tường hay là kiết tường. Chữ kiết hay chữ cát nó giống nhau, có nghĩa là tốt lành vậy thôi. Vì bận rộn công ăn việc làm và gia đình con cái nên không có thời khóa tu nhất định trong ngày. Nếu con sử dụng thời gian 30 phút chạy xe hơi tới chỗ làm và khi đi về để niệm Phật tụng kinh, vậy có lợi lạc hay không? Được gì không thầy? Dạ được chứ, được 30 phút tu. Thưa đại chúng, là như là như xưa nay Pháp Hòa cũng thường nói đó, dĩ nhiên là mình khuyến khích có một thời khóa ở trước bàn Phật nếu có thời gian. Nhưng đây cũng là một thời khóa đây. Thời khóa của mình tu trong khi mình lái xe đi về từ sở và từ sở tới chỗ làm. Tu trong mọi hoàn cảnh, chứ không phải là khi nào mình tu trước bàn Phật, tu ở trong chùa thì mới gọi là tu. Không lẽ bây giờ nói đi ra chợ gặp người ta mắng mình, mình nói chợ phải chỗ tu để tôi chửi nó, khi nào tôi nhịn nó trong chùa. Có phải không? Tu là chỉnh là sửa, mà chỗ nào mà cần mình chỉnh sửa là tỉnh chữa liền chứ không có đợi. Như vậy thì chính những cái chỗ bận rộn, những cái chỗ mà rối rắm thì cái tu nó lại càng phải thực hiện nhiều hơn nữa. Còn ở trong chùa mà không ai chọc mình hết thì không nói tu cũng đã tu, vì có ai chọc ghẹo gì đâu phải tu gì nữa. Còn mình ra chợ ra đường, người này đụng chạm người kia nói mình, chỗ đó mới chỗ mình tu. Giống như Pháp Hòa ví dụ, mình lái xe rộng đường thênh thang không có ai thì cứ lái bình thường thôi, chứ đâu có gì mà phải quan tâm nữa. Nhưng mà nếu mình lái xe chỗ nào mà xe nhiều và xe đông qua lại thì lúc đó chúng ta phải nhìn kiếm, nhìn vai, nhìn đèn vân vân, để chúng ta không bị những cái trở ngại. Thì chỗ khi nào đông đảo thì cái chỗ lái xe phải cẩn thận. Tu cũng vậy, nếu mình ở yên một mình thì đâu cần gì để không tu mà đã tu. Còn cái trường hợp á, mình ra cái chỗ chợ búa đông người, lời qua tiếng lại, người này người kia, lúc đó chữ tu nó mới triển lộ cho mình hơn nữa. Cho nên thưa đại chúng, quý vị đừng sợ giữ giới. Pháp Hòa nói nè, ngày thường mình đâu có giết người hại vật đúng không?
mình cũng chẳng ăn chắc ăn trộm của ai. Gia đình mình đang hạnh phúc, mình cũng chẳng tà hạnh ngoại tình với ai. Mình cũng không đâm thọc nói dối lừa gạt với ai. Mình cũng không rượu chè cờ bạc với ai. Vậy thì bây giờ người ta biểu mình thọ giới, thôi tôi không dám đâu, thọ giới rồi sợ mất tự do. Bình thường mình không thọ mình cũng đã giữ rồi. Cho nên khi mình thọ, thật sự ra tu là những cái giới nào mình chưa có giữ thôi. Chứ còn bình thường đã giữ rồi thì cái này chỉ là cái lễ để cho mình thêm cái phần lễ nghi mà mình phát nguyện một cách vững chãi rõ ràng, từ nay con không làm. Nhưng mà khi mà mình uống rượu đó, khi mình uống rượu đó mà mình nhận trong những cái buổi tiệc vì xã giao, mình uống một miếng gọi là xã giao, thì cái đó là chuyện thường trong cuộc sống. Còn như chúng ta tập cho mình một thói quen ngày nào cũng uống, thấy không, uống riết tới mình ghiền, không có mình chịu nổi, cái này mới là lỗi. Tức là cái gì mà làm chúng ta mất tự chủ, không còn tự chủ được bản thân, giờ giấc, công việc của mình, thì cái này nó rơi vào cái giới thứ năm. Còn vì xã giao trong cuộc sống, đi đám cưới, đám hỏi, mình uống một miếng để gọi là chúc mừng cho người bạn của mình thì không có gì lỗi cả. Sẵn đây qua trả lời câu hỏi đó luôn, cho một Phật tử hôm trước có đưa lên thọ giới, ngủ giới rồi mà lỡ tiệc tùng thì uống một miếng có sao không vậy đó. Quý vị cứ tu trong cái hoàn cảnh của mình, vì giống như vị Phật tử này vậy đó, mình cứ tu trong hoàn cảnh của mình. Giờ mình về nhà không có lo tu. Bây giờ nếu mà nói rằng trong xe tu không được thì ở đâu mình tu được? Rồi bây giờ quý vị thấy trong xe mình có treo Phật không? Mình cũng có treo Phật, thì trong xe mình là một đạo tràng rồi đó. Cho nên là lúc nào ở trong xe mình cũng có tượng Phật, là coi như là mình cũng có cái đạo tràng nhỏ nhỏ của mình. Hồi nhỏ mà đi học, bước ra khỏi nhà là tụng kinh, tụng cho tới trường. Ra khỏi trường là miệng lâm râm tụng kinh dài cho tới trường học. Ngày nào cũng vậy, ngày nào cũng vậy hết. Cứ hễ ra khỏi nhà là tụng kinh. Mà Pháp Hòa thích nhất là tụng sám hối. Từ nhỏ là thích tụng kinh sám hối. Cho nên á, bước ra khỏi nhà là tụng nguyên thời sám hối. Nam mô quá khứ tỳ bà thi Phật, Nam mô thi ký Phật, Nam mô tỳ xá phù Phật. Niệm các danh hiệu Phật giống như mình đảnh lễ vậy đó. Xong rồi hôm nay tụng một bài sám: đệ tử chúng con từ vô thủy gây bao nghiệp chướng bởi lầm mê. Ngày mai tụng bài sám khác. Ngày mai tụng bài sám khác: đệ tử chúng con quỳ trước điện, chí tâm đảnh lễ đến từ tôn, đã bao phen sanh tử dập dồn, trôi lăn mãi trong vòng lục đạo. Mỗi ngày tụng bài sám 7 ngày, 5 ngày đi học là tụng 5 bài sám. Cho nên mình tu trong mỗi giờ mỗi phút của mình thôi. Ngay cả khi Pháp Hòa học kinh học giới cũng vậy, có thì giờ đâu, toàn là học trên xe bus không, toàn là học ở trạm xe bus. Cái lúc mà ngồi chờ xe là bóc sách bóc kinh ra ngồi đọc, toàn là học như vậy. Rồi cho đến bây giờ cũng vậy, đâu có thì giờ về tới nhà thì bao nhiêu là việc chùa. Rồi những lúc mà đi giảng như vậy rồi thời gian đâu mà nghiên cứu, toàn là nghiên cứu ở phi trường, những lúc chờ máy bay, lên ngồi chờ máy bay. Cho nên cái thời gian Pháp Hòa hoàn toàn tận dụng cho những cái công việc của mình. Ngoài ở chùa thì lo Phật sự, ra khỏi chùa lên xe thì nghỉ ngơi, còn ở trong phi trường hay ngồi trong phi trường, hay những ngày này nè, những lúc mà về trong phòng mà vẫn gọi là toàn là chuẩn bị cho những công việc. Ví dụ coi lại những cái tài liệu, đọc lại những cái tài liệu mình muốn nói, nghiên cứu, thí dụ vậy. Cho nên quý vị cứ yên tâm, tu là chỉnh sửa. Mà trong Phật giáo không phải, quý vị cứ nhớ là đạo Phật không phải chỉ thuần túy là một tôn giáo, mà là một cái phương pháp chúng ta chỉnh sửa thân tâm mình. Thì giây phút nào chúng ta tỉnh giác, chúng ta muốn chỉnh sửa đều được hết. Chỉnh sửa từ trong xe. Bây giờ mình nhờ tụng một thời kinh như vậy đó, cái miệng mình không có nói tùm lum tà la, ý mình không có khởi tùm lum tà la. Ví dụ như mình trên xe mình mở nhạc đi, trong nhà trong xe mà họ hát nhạc thì mình ngoài này mình hát theo. Còn bây giờ mình mở băng tụng kinh thế này mình tụng theo, tốt thôi có sao đâu. Bình thường mình không có tụng kinh, mình toàn là hát theo nhạc không à. Bây giờ thôi đủ rồi, mấy chục năm nghe nhạc nhiều đó cũng được rồi. Không, giờ mình phần lớn thời gian mình còn lại mình để mình đọc kinh, tốt, không có gì trở ngại. Giờ trong này có một cô Phật tử ghi trong này là 12 câu hỏi.
Dĩ nhiên là không có hết, không có đủ giờ để nói hết đâu nha. Bây giờ Pháp Hòa chỉ nói được vài câu trong này, hết giờ thì mình nghỉ. Hiện nay các chùa Việt Nam trên thế giới hay tổ chức lập đàn chẩn tế siêu độ vong nhân. Trong buổi lễ, thầy ngồi đàn, tay bắt ấn, y áo lè làng. Các thầy phía dưới tán tụng đến vài tiếng đồng hồ. Sau buổi lễ thì phát lộc ban chẩn, thầy đứng trên chiếc ghế, tay cầm nước cam lồ rưới xuống. Chúng sanh tranh nhau để lấy nước thánh và quả phẩm gạo vất vải tung tóe từ trong chánh điện ra đến ngoài ngõ, tạo nên khung cảnh hỗn loạn trong chùa. Vậy thì âm siêu dương thới chăng? Giờ nói tới vụ cúng cô hồn đó. Trước khi mình nói cái này, Pháp Hòa nói nguồn gốc một chút. Cái cúng cô hồn mà quý vị thấy đó, mà thỉnh thoảng hay gọi là chẩn tế đó, thì cái tên đồi đầy đủ của cái lễ cúng này, người ta thường gọi là trai đàn chẩn tế, có khi gọi là thủy lục trai đàn. Chữ trai đàn có nghĩa là đàn, cái đàn tràng cúng chay cho các loại âm linh cô hồn vất vưởng, không nơi nương tựa, không có ai thờ tự. Mà tại sao gọi là thủy lục? Chữ thủy nghĩa là nước, chữ lục là trên đường bộ, tức là những người chết ở dưới nước hoặc là chết ở trên mặt nước, trên đường bộ, trên mặt đường. Khi chúng ta cúng cái lễ này là mục đích là chúng ta đem cái lòng từ bi trang rãi cho tất cả mọi người. Đạo Phật là đạo từ bi, mà từ bi thì không phải chỉ cứu người, cứu người sống, mà còn nghĩ tưởng tới người chết. Mà khi nói tới cúng tế cho người chết thì không thể thiếu được cái lễ nghi trong Phật giáo. Bởi vì trong Phật giáo, cứu sanh độ tử, độ tử cứu sanh là chuyện đạo Phật thường làm. Cái lễ này nguyên thủy thời Phật không có. Đây là do ngài Đạo An cũng như chư tổ có thẩm định, có nói, có xác định lại là cái lễ này thời Phật không có. Đến khi đời nhà Đường, vua Trần, vua Đường Huyền Tôn, ông ra lệnh là mỗi quận ở trong thời đại đó đó xây một chùa, mỗi quận đều phải có một cái chùa, và tất cả đồng đặt tên chùa là chùa Khai Nguyên. Khai Nguyên tức là cái niên hiệu của ông, niên hiệu thứ nhì của vua. Tại ngày xưa mỗi một vua là có một cái niên hiệu, thì Khai Nguyên là cái niên hiệu thứ nhì của vua Đường Huyền Tôn. Khi mà đến cái loạn An Lộc Sơn, quý vị nào mà đọc sử Đường là biết hết. Cái loạn của An Lộc Sơn kéo dài một năm, và khi mọi việc ổn định thì vô số người chết trong một năm vừa qua. Cho nên vua Đường mới ban lệnh tất cả những ngôi chùa do vua xây có tên là Khai Nguyên đều nên cung thỉnh chư đại đức tăng về để mà thiết đàn lập đàn cầu siêu cho những người lính, những người dân chết trong cái cuộc chiến đó. Đồng thời đem cơm gạo, thức ăn, quần áo cứu giúp cho những gia đình nạn nhân để an ủi họ. Họ là những người mất người thân trong cái loạn của An Lộc Sơn một năm qua. Từ đó nhân dân Trung Quốc cũng bắt chước cái truyền thống này. Hễ gia đình có người mất thì thỉnh chư tăng tến để cầu siêu lập đàn siêu độ. Cái nghi thức mà chúng ta đang tụng ở trong chùa ngày nay, chúng ta có cái tên là Mông Sơn Thí Thực. Không biết quý vị nào mà thường về chùa tụng công phu với chùa là quý vị sẽ biết cái nghi thức đó. Thì cái Mông Sơn Thí Thực á, chữ Mông Sơn là gì? Mông Sơn là tên của một ngọn núi ở tỉnh Tứ Xuyên ở Trung Quốc.
do một vị tổ ở trên cái núi đó, vị tổ đó có hiệu là Bất Không, ngài đã soạn cái nghi thức cúng này dựa theo những cái kinh điển Phật giáo, soạn thành một nghi thức cúng cô hồn để cho các chùa sử dụng, và lấy cái tên núi đặt cho cái nghi thức là Mông Sơn Thí Thực. Như vậy thì Mông Sơn là tên của ngọn núi, và vị tổ soạn cái bài kinh này là ngài Bất Không, và cái nghi thức này bây giờ còn được sử dụng từ trong truyền thống Trung Hoa qua tới Việt Nam. Và đây chúng nhớ là mình ảnh hưởng người Trung Quốc nhiều thứ lắm, những kinh điển truyền thống thì rất là nhiều. Cái nghi thức cúng này mình cũng chưa xác định là nó sang Việt Nam năm nào, nhưng mà các vị nghiên cứu thì người ta nghĩ rằng sang từ thời nhà Lý, bởi vì sau này đọc một số tài liệu thì trong thời nhà Lý có nhắc đến những cái trai đàn này. Nói tóm lại, trai đàn thủy luận nghĩa là một nghi thức cúng tế cho các người âm để thể hiện lòng từ bi thương xót họ đang vất vưởng trong cảnh đói khổ. Họ là những người chết chìm dưới nước hoặc là do tai nạn xe cộ họ chết ở trên mặt đất. Vì lòng từ bi mà chúng ta thể hiện. Chữ bình đẳng là gì? Là không có phân biệt, cúng cho họ không có phân biệt. Và muốn cúng tế cho họ ăn thì chúng ta đều thuyết pháp, nói kinh, mượn lời Phật dạy, rồi sau đó cúng cho họ. Và cái nghi thức này được chư tổ soạn, chứ Phật không có nói nghi thức này, do chư tổ soạn ra thôi, soạn thành một cái nghi thức để cho nó thành cái lễ nghi cúng. Và cứ mỗi năm, mỗi một thời đại là có chư tổ thêm vào những cái ý tứ trong đó, từ từ để cho nó hoàn chỉnh thành một nghi thức. Và rất nhiều những cái lễ nghi trong đó ảnh hưởng Phật giáo. Đại chúng nhớ là trong Phật giáo, đức kinh điển của Đức Phật được chia ra thành nhiều, ví dụ như là Tiện giáo, Đốn giáo, Viên giáo. Trong này có một cái gọi là Hiển giáo. Hiển giáo là gì? Những kinh điển dạy rõ ràng cho chúng ta phương pháp để tu. Cái trường hợp đó gọi là Hiển giáo. Ví dụ như kinh gì? Ví dụ như bây giờ kinh Phước Đức. Phật dạy người muốn có phước, người muốn để biết rằng làm sao mình có phước thì hãy nhìn ra như thế này: lánh xa kẻ xấu ác, nên thân cận người hiền, cung kính bậc đáng kính là phước đức lớn nhất. Có học có nghề hay, biết hành trì giới luật, biết nói lời ái ngữ là phước đức lớn nhất. Những cái kinh mà nói rõ ràng cái cách tu tập cho mình, kinh đó gọi là Hiển giáo. Hiển là hiển bày, lộ trình bày ra một cách rõ ràng. Giáo là dạy dỗ cho chúng ta rõ ràng cách thức tu, gọi là Hiển giáo. Còn như trường hợp là trì chú bắt ấn, cái đó gọi là Mật giáo. Mật giáo. Còn những giáo nghĩa nào mà viên rất là rốt ráo chỉ thẳng cho chúng ta cái đạo lý, là chúng ta nhận ra chúng ta cũng có Phật tánh, thành Phật giác ngộ, như là kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn, những kinh đó là kinh viên giáo. Viên giáo là gì? Tức là lời dạy cho mình trọn vẹn, không có phương tiện, mà nói thẳng những vấn đề để cho chúng ta tu tập. Giáo pháp của Phật được chia ra nhiều thể loại như vậy: Hiển giáo, Mật giáo, Viên giáo, Đốn giáo, Tiện giáo, vân vân. Thì cái nghi thức cúng cô hồn chỉ là do chư tổ soạn, rồi nương vào một số những kinh sách để cho chúng ta thực hiện cái pháp nghi đó. Dĩ nhiên là ngày nay các vị làm thêm cho nó có hình tướng màu sắc thì cái chuyện đó mình không dám bàn, thì chúng ta tự cảm nhận điều đó đúng sai thôi. Nhưng mà có cái điều là thí dụ như để cho người ta nhìn vô cái lễ nghi đó đừng có bị tạp loạn quá, thì có thể mình khải thỉnh các vị tổ chức cái đàn này, khi mà lúc mà Phật tử vô lấy đó thì các vị nên xin thức ăn đó một cách nghiêm trang. Thí dụ mỗi người có thể cầm một cái thao, cái túi gì đó, rồi vô sắp hàng lấy từng, mà không có sùm, không có la hét, rồi cũng không có nên tung rải những cái thức ăn nó ra ngoài sân, rồi mọi người đè với nhau mà giành giật
thì mình thấy cái lễ nghi đó từ hồi nãy quá nghiêm trang, tự nhiên đến cuối cái nó quá loạn, thì cái lễ đó nó thiếu cái trọn vẹn vậy đó. Thấy không? Thành thử ra bây giờ ngay các Phật tử mình cũng vậy, khi mình đi chùa vào những dịp đại lễ, như là đại lễ Vu Lan, đại lễ Phật Đản vậy đó, đầu vô mình nghiêm trang quá chừng, mình im lặng, mà cũng trước khi im lặng cũng loi nhoi ồn ào chập rồi, ông thầy MC ông cũng phải kêu gọi quá chừng rồi hồi bắt đầu mới im. Im xong cái tới hồi vừa chấm dứt cái là ngay chánh điện ồn ào lên trở lại. Ta nói ngay cả cái thực tập hàng ngày mình cũng thiếu rồi, và đặc biệt nữa gặp thức ăn dễ gì mình im nổi. Nhiều món nhiều thế này thế kia rồi, con nít mà nó thấy cái đó là nó vui, người lớn thì nhiều khi ham vui cũng quá trớn. Thành thử rồi thôi thì bây giờ mình ráng thực tập. Nếu mình có dự những cái trai đàn đó thì chúng ta tự ý thức chúng ta phải làm gì để cho buổi lễ đó trở thành trang nghiêm thanh tịnh một cách tuyệt đối. Đã nói rằng thể hiện lòng từ thì để cho các vị thể hiện một cách trọn vẹn khi chúng ta tổ chức cái lễ cúng đàn. Có thầy giảng rằng Tây Phương Cực Lạc và kinh điển Đại Thừa là do các thầy ở bên Tàu vẽ vời ra, thật hư như thế nào? Thưa đại chúng, là bây giờ chúng ta có cái phương tiện nghiên cứu để chúng ta biết hư thật như thế nào. Tuy nhiên ở đây chúng ta là những người không phải là những người gọi là nghiên cứu học giả, mà chúng ta chỉ là những hành giả để tập tu thôi. Cái việc mà người ta nghiên cứu, người ta trình bày đó là phần của các vị nghiên cứu trình bày. Ở đây mình bây giờ tu mà không kịp giờ đó, lo nghiên cứu giả thiệt đúng sai gì. Bây giờ mình cứ nhớ vậy thôi. Cho dù kinh điển Đại Thừa, đối với các vị mà mới nghe mấy cái này nó nghe không nổi, Đại Thừa là gì, Tiểu Thừa là gì, đâu hiểu phải không? Những cái kinh mà ý nghĩa nó cao siêu, mà những cái hình ảnh trong cái bộ kinh đó mình nghe mình thấy rất là trừu tượng. Thí dụ như lúc bấy giờ Phật bay giữa hư không, trên trán phóng ra 100,000 hào quang, các Bồ Tát ở xa bay tới vèo vèo, những cái hình ảnh giống như phim kiếm hiệp vậy đó. Những cái kinh điển vậy đó ta kêu kinh Đại Thừa, mà những cái ý nghĩa trong đó sâu và những hình ảnh khó. Còn kinh Nguyên Thủy là đơn giản lắm. Một hôm nọ Phật ở tại tỉnh xá gì đó, có một vị tỳ kheo đến hỏi Phật: bạch Đức Thế Tôn, con người từ đâu đến, đến chết rồi đi về đâu? Hôm nay Thế Tôn không trả lời là con nghỉ tu, không tu nữa. Rồi Phật mới nói rằng: tôi nói ví dụ, nếu thầy đang ngồi đây bị một mũi tên nó bắn tới cho thầy, tôi định băng bó cho thầy, thầy nói khoan, để đừng băng bó cho con, hãy trả lời cho con ai là người bắn mũi tên này, và mũi tên này bắn từ đâu, và người này có thù hằn gì với con mà bắn con. Thầy nghĩ rằng thầy có đủ thời gian để tìm hiểu những chi tiết đó hay không, hay là thầy phải cho tôi băng bó liền? Thầy tề mới nói: dạ con phải cho Thế Tôn băng bó liền, không thôi con chết mất. Thế Tôn nói cũng như thế, mũi tên kia chính là mũi tên của tham, của sân, của si. Con người mình đang bị ba mũi tên độc nó bắn, không lo cứu chữa mà cứ lo tham này sao, sân này sao, lo đi tìm mấy đó làm chi, nó đâu có lợi ích gì, giải quyết gì trong cuộc sống ngắn ngủi của mình. Cái chúng ta đang cần là giải quyết liền tham, sân, si. Đó là ba mũi tên độc. Cũng giống như bây giờ nè, mình mới nghiên cứu Phật học thời gian ngắn thôi, trời ơi nghe pháp mà tịnh tâm được ngày mà ngày mai mình không giữ thì mình làm gì nó cũng hết rồi. Thời gian không có, bây giờ đi tìm hiểu về cái trứng gà với con gà cái nào có trước. Rồi bây giờ hỏi là trứng gà có trước thì trứng gà phải con gà sanh, rồi con gà có trước thì con gà phải nở từ trong cái trứng. Nói hoài kiếm không ra trứng gà với con gà cái nào có trước. Rồi bây giờ giả dụ mình tìm ra được cái manh mối cái nào có trước đi, rồi làm gì? Rồi cũng ăn, cũng ngủ, cũng hân si, cũng phiền não, cũng chết thôi. Cho nên cái quan trọng là chúng ta giải quyết liền những cái gì cần thiết. Cho nên có một vị hòa thượng á, ngài mới nói:
Có một vị khác nói với Ngài là con nghĩ rằng những kinh điển Đại Thừa không phải do Phật nói, do mấy ông tổ soạn. Thì Hòa Thượng mới trả lời: tôi không cần biết Phật hay tổ, nhưng mà ông nào nói ra được cái này thì ông cũng phải dạng bình thường. Nghĩa là người ta cũng có cái sở tu, sở chứng gì. Bây giờ cái quan trọng là mình thấm nhận được cái gì từ cái lời kinh này để chúng ta tu. Còn cái vấn đề khác nó quan trọng. Thí dụ như Pháp Hòa lên kể đại chúng nghe câu chuyện, nếu mà Pháp Hòa nhớ chi tiết thì kể, không nhớ thì nói đại khái. Cứ quan trọng là cái ý của câu chuyện là cái gì để chúng ta tu, chứ còn phải ông Hòa Thượng đó ông tên gì, lúc đó ông ở chùa nào, rồi cái người đệ tử, nó đâu quan trọng. Nhớ được thì tốt, không nhớ thì chúng ta nói cái ý thôi, để cho người ta nhận ra được cái sự tu hành. Thì thôi bây giờ đó, mình không có thời gian để mà quyết định là kinh nào do ai nói, ai soạn, phải không? Nếu quý vị có đọc những cái kinh điển Đại Thừa như là kinh Địa Tạng, kinh Niết Bàn, kinh Pháp Hoa, kinh Bát Nhã, tất cả những bộ kinh đó nó đều thuộc kinh điển Đại Thừa hết á. Tại vì lời lẽ trong đó khó tin. Người bình thường không có học Phật, không có nghiên cứu, không có hiểu sâu xa được ý tứ, mình khó tin lắm. Tại vì tự nhiên đất nứt, Bồ Tát đi dưới đất vọt lên, vọt lên ao ao vậy, rồi bay giữa hư không, rồi cái có một cái tháp á, nó hiện lên, mở cửa tháp ra, cái đại chúng ngước lên thấy con Phật ngồi sẵn. Mấy cái chuyện nó y như phim kiếm hiệp vậy đó. Rồi mình nghe mình chịu đâu có nổi, nói cái này nó bậy. Nhưng mà thật sự mấy cái đó người ta đem cái hình ảnh đó, người ta nói cái ý, chứ không phải ta nói, ta không lấy cái hình ảnh đó để nói lên cái ý nghĩa. Thôi mà ví dụ một cái ngắn thôi. Đức Phật đang ngồi thì có Bồ Tát dưới đất nứt vọt lên xin Phật. Còn Bồ Tát có mười phương á, Bồ Tát ở các phương khác bay tới xin Phật cho chúng con làm một công việc là độ chúng sanh ở cõi này. Phật mới nói khỏi cần, tự trong cõi này đã có các Bồ Tát phát nguyện làm chuyện đó. Nói xong cái Bồ Tát cái đất nước lên gọt lên ào ào vậy. Nghĩa là sao? Nghĩa là nếu chúng ta ở quốc độ nào thì chính con người ở quốc độ đó hiểu nhau, nói nhau dễ hiểu, dễ nghe. Giống như giờ quý vị ở nước Đức, người nào mà đã từng sống nước Đức muốn nói cái gì nói cái một quý vị hiểu liền. Còn Pháp Hòa dân Canada có những cái nó đâu có tương đồng, Pháp Hòa nói quý vị đâu hiểu. Giờ Pháp Hòa bay từ Canada qua, Pháp Hòa nói để cho tôi làm việc đó, vì sao nó khỏi cần, dù lâu lâu qua chơi được rồi. Để cho các vị ở dưới đất, ở cái cõi nước Đức này ta làm. Tại vì có những, thí dụ bây giờ mình muốn độ con đít ở nước Đức mà mình nói toàn tiếng Pháp không, sao mình độ nó? Hay là nói tiếng Anh thường tí sao độ nó? Chỉ những người dân ở đây biết tiếng Đức, biết những phong tục tập quán của nước Đức, nói nó vậy. Thì cái hình ảnh trong kinh đưa ra những hình ảnh như vậy cũng để cho chúng ta tư duy quán chiếu. Cho nên cái người học kinh Đại Thừa phải có cái tâm phóng khoáng, đừng có chấp vào hình ảnh chữ nghĩa trong đó, thì mới nhận ra được những nghĩa lý sâu xa trong đó. Ví dụ như kinh Địa Tạng nói địa ngục, nói có những địa ngục chúng con người phải nằm bằng giường sắt. Bây giờ mình trời ơi, tôi không biết có không, bây giờ thử thôi, đi ra ngoài chợ mua cái giường 5.000 về nằm, mà hỏi tiền đâu mua, mượn nhà băng. Vì cái giường đó là giường sắt chứ gì nữa, nằm mà không biết chừng nào bị lấy nữa. Nếu mà họ không có tiền đi làm, không có tiền trả, thì cái giường bị xiết. Rồi cái giường đó thấy thì thấy giường nệm, mà thiệt ra nằm không có bảo đảm. Ở xứ này mà đi xe 70.000, nói xe của mình chứ thiệt của mình không, trả hàng tháng. Nếu mà không có tiếng mà trả được 30.000 rồi, mà tới 3 tháng sau không có tiền là 30.000 nó cũng mất lấy xe. Như vậy thì cái xe đó, cái giường đó cũng là giường sắt. Nếu mình đọc kinh Đại Thừa mà mình phải thấy được cái ý đó thì mình mới không bị chữ nghĩa đó làm mình khổ. Rồi bây giờ các vị, bây giờ mình bây giờ Phật nói hay tổ nói, nhưng mà cái ý nó đâu có sai, cái ý nó cũng là cái ý hướng dẫn chúng ta tu thì đều tốt thôi. Giống như bây giờ quý vị đọc kinh, bây giờ kinh điển ở nước Đức phải dịch tiếng Đức, kinh điển ở nước Pháp phải dịch tiếng Pháp, ở nước nào phải dịch ra tiếng nước đó để cho con cháu của mình người ta được hiểu. Còn không thì hoàn toàn chịu thua. Giờ quý vị có đưa nó nguyên một cái tủ sách quý báu toàn là tiếng Việt, nó cũng sẽ để nó kỷ niệm.
chưa nói là mai mốt nó dọn nhà nhiều lần nó mệt quá nó cho vô cái phòng recycle làm cũng vui. À, bạch thầy, con xin thầy giải thích cho chúng con tại sao người mới mất không được thờ chung với người đã mất lâu rồi. Người ta nói thờ như vậy là ma cũ ăn hiếp ma mới. Con nghĩ cách này là mê tín, còn cách giải thích nào khác không? Mong thầy từ bi khai thị. Bây giờ muốn biết là ăn hiếp ma cũ ăn hiếp ma mới không thì bữa nào mình vô hãng á. Mới vô mình là người mới vô thử cái hàng cũ là thế lẽ chúng á, chú thám và xin thưa là vấn đề thờ cúng ông bà nó không phải là của đạo Phật. Thờ cúng ông bà là truyền thống của dân tộc Việt Nam, vì dân tộc Việt Nam á là luôn luôn lấy sự hiếu thảo tôn trọng tổ tiên ông bà làm đầu, cho nên chúng ta thường gọi là đạo ông bà, nghĩa là luôn luôn kính trọng tổ tiên ông bà làm gốc. Đạo Phật du nhập vào Việt Nam hay là đạo Phật du nhập vào tất cả các quốc gia trên thế giới, nhưng có một điều đặc biệt của đạo Phật là đạo Phật hội nhập được với cái truyền thống văn hóa phong tục của mỗi quốc gia mà không có đi ngược lại. Chẳng những như thế mà còn làm cho cái phong tục đó, cái truyền thống đó trở nên giàu có trong cái văn hóa hơn nữa. Thì đạo Phật Việt Nam đi vào đất nước Việt Nam hội nhập được với cái truyền thống cúng ông bà tổ tiên của người dân Việt và làm cho cái ý nghĩa thờ cúng tổ tiên thêm phần sáng tỏ chánh kiến, chứ không mê lầm như người dân bình thường người ta nghĩ. Như vậy thờ ông bà không có gì sai, vì thờ nghĩa là một hình thức nhớ ơn chứ không phải thờ để phù hộ. Khi mà chúng ta nhớ ơn một lãnh tụ nào của quốc gia đó, đất nước đó thường hay tạo cái tượng của vị đó, nó là thờ ông đó hay là để cái tượng trong đó để chi, để nhắc nhở mọi người cái công hạnh của vị đó. Mình không có quên ơn cái người đó đã từng có cái công hạnh với đất nước, ví dụ như Việt Nam chúng ta, hay là đất nước nào cũng lấy tên của một vài nhân vật quan trọng trong nước đã từng có cái công lao với đất nước đạt tên được. Ví dụ như sư Vạn Hạnh là người đã giúp cho vua Lý Công Uẩn khai mở nhà Lý, và chính vua thiền sư Vạn Hạnh đã khuyên vua Lý Công Uẩn dời đô về Thăng Long, tức là Hà Nội bây giờ, và trợ duyên cho vua rất nhiều trong cái công việc trị nước. Cho nên chúng ta lấy tên của sư Vạn Hạnh đặt một cái tên đường gọi là đường sư Vạn Hạnh, đó là ví dụ vậy, hay là đường Thích Quảng Đức. Như vậy thì trong nhân, hay là đường Trần Hưng Đạo, đường Lý Thường Kiệt, những người có công với đất nước, chúng ta tưởng niệm họ bằng cách tạo tượng hoặc đặt tên đường. Ông bà tổ tiên có ơn với chúng ta thì chúng ta thờ phượng để chúng ta nhớ ơn đó. Còn ông bà có ở đó không, ai bảo đảm? Mình cúng ông bà có ăn không, không biết. Nếu mà thật sự ông bà mà mình đưa nó là ông bà thò tay ra bóp đi nước trà uống, mình dám ở đó lấy iPhone để chụp không? Hay là mình chạy mất đất? Rõ ràng là chúng ta thờ để chúng ta tưởng niệm mà, phải không? Nhưng mà đã thờ thì phải giữ lễ. Thờ, ta thường nói thờ thì dễ, giữ lễ thì khó. Cho nên chúng ta thờ thì chúng ta phải có cái nghi thức nào đó hẳn hoi để nói lên cái lòng tôn kính của mình. Vì vậy chúng ta có hai chữ nghi lễ. Chữ nghi là nghi thức, chữ lễ là lòng cung kính. Vì lòng cung kính cho nên phải có một cái nghi thức để bày tỏ. Ví dụ quý vị kính thưa Pháp Hoàng hay là tất cả chư tăng, cho nên các vị phải làm cái này nè. Cái này gọi là cái khay thỉnh, ở trên đó mới để cặp đèn, đèn bông hay là cái bát hương gì đó, để nói lên cái lòng kính trọng một vị tăng khi đến với chúng ta, mời ra chúng ta luôn. Không có cái này được không? Không sao hết. Nhưng mà cái này, đây là nghi, đây là nghi,
để bày cái lễ, cho nên gọi là nghi lễ. Lễ là cúng kính, nghi là hình thức. Bây giờ đó, cái này là đơn giản nha, bình bông cặp đèn chứ có chỗ thêm cái hương hương nữa. Mà nếu mà không phải chọc, không phải để thêm dĩa trái cây, không nguyên cái bàn thờ này là để quý vị không cần đèn cũng không sao cả. Trên cái mâm này chỉ là một bình hoa, còn không có bình hoa để bát hương, một cái là được. Thậm chí có gì để cái đèn cũng được, một cái nghi, một cái hình thức để bày tỏ cái lòng, chứ không bắt buộc là phải đủ. Trên mâm này đúng ra là chỉ bình hương là đủ, một cái bình sông trầm hoặc một bình hoa để nói lên cái ý nghĩa là một kính, chứ không cần phải đầy đủ như đèn, nhang, rồi bông gì. Thêm dĩa trái cây nữa mới gọi là cúng thầy. Hai chữ nghi lễ là rõ vậy đó. Lễ là cái lòng cung kính, nghi là cái hình thức. Cho nên đó, bây giờ cái người mới mất, tại sao mình không đem lên bàn thờ mình thờ chung? Không phải hoa cũ mà hiến hoa mới. Nói vậy tội nghiệp hoa cũ. Mà ma nào ở đó? Mình thờ ma đâu, mình thờ của bà thì chứ ma cái gì? Bởi vì cái người mới mất, cái người mới mất, chúng ta muốn để thờ riêng để mỗi ngày chúng ta thắp hương cúng kính cho dễ. Vì theo cái quan niệm của mình là người mới mất, người ta còn trong vòng lẩn quẩn 49 ngày không nhà này kia, cho nên mình để cái bàn thờ riêng để mình cúng cho cái người đương sự mới mất đó một cách dễ dàng. Rồi sau này, sau 49 ngày hoặc là theo truyền thống 1 năm, 2 năm đó, chúng ta mới thỉnh cái vị mới mất này lên để chung với ông bà, với cái ý là bây giờ trở thành tổ tiên. Người mới thì chưa thành tổ, người mới thì chưa thật sự mới mất mà cũng còn lẫn quẩn ở đây, cho nên chưa thể gọi là tổ được. Giống như một ngôi chùa, chùa mới cấp, mới banh nè, kêu là tổ đình. Cái chữ tổ đình không gọi gì nữa. Tổ đình là cái nơi, cái chỗ đó mà đã trải qua nhiều năm, nhiều tháng, nhiều vị trụ trì, nhiều vị tổ từng sống ở đó lâu năm, lâu ngày, cái chỗ đó mới trở thành cái tổ đình. Còn chỗ mình mới cất, thí dụ như chùa Trúc Lâm mà mới cất năm ngoái, ở cái tổ đình Trúc Lâm thì mình muốn gọi gì cũng được hết á. Nhưng mà cái nghĩa thì nó chưa tưởng về ngoài. Chứ còn thế gian mình muốn kêu gì mình kêu, không ai có quyền nói gì mình nói. Nhưng mà thí dụ như mình kêu là quá cố, nghĩa đó là người đã trở thành người mất là lâu ngày đó. Giống như quý vị kêu là đồ tổ, đâu phải là bây giờ như là tổ. Bây giờ cái chuông này này, nếu cái chuông này 2017 đang sử dụng đây, bây giờ nhà nào cái chuông này về cấp đi, 30 năm sau đem ra, nếu cái chuông này 30 năm trước ông thầy Pháp Hòa sử dụng rồi, lại chuông này là bỏ rồi. Cái gì mà mình để lâu ngày nó không bỏ thôi. Và chúng do chúng ta đặt cho nó và luôn luôn tô bỏ cái cổ của nó, tự động nó sẽ không bỏ tiếp đâu. Cái tượng Phật để trên này với tâm này như là tảng sơn, ảnh giả giả vậy, cái mình tưởng đồ cổ. Đi qua Trung Quốc mình bị gạt cái đồ cổ còn nhiều lắm. Cho nên thưa đại chúng là bây giờ trả lời câu này là không có cái vấn đề ma của khi mà nói gì hết. Cái vấn đề là chúng ta thờ riêng vì chúng ta còn cúng quải cho cái người mới mất trong vòng 49 ngày, thì chúng ta để một cái bàn thờ riêng như chúng ta cúng, rồi sau đó thì chúng ta tụng lên thờ chung với ông bà để thôi, chứ không có cái ý gì khác. Giờ thêm một câu nữa, có người nói con đồ cúng không được ăn, sư cho con hỏi điều có đúng không và tại sao? Tại sao không hỏi người ta, hỏi em? Em đâu có cấm. Cái người mà người ta cấm không cho mình ăn, mình hỏi người ta tại sao? Nhưng mà theo Pháp Hòa nghĩ, có nhiều người nói ăn đồ cúng phu, ăn riết thờ khờ. Mấy thầy ở trong chùa ăn đồ cúng nguyên đời, giờ khờ đỡ mấy ông thầy thôi chứ khờ. Đừng có sợ cái chuyện. Thật sự chữ cúng là gì?
chữ cúng là mình bây giờ quý vị đem đồ, đem thức ăn lên cho quý thầy ăn, quý vị có nói cúng dường thầy không? Cũng là cúng thầy, cúng ông bà, cúng Phật, cúng thầy, thì tất cả đều là cúng. Mà chữ cúng từ đâu? Chữ cúng là từ cái chữ cung. Cung là gì? Là cung cấp. Chữ dường là từ chữ dưỡng, là dưỡng nuôi. Mình cung cấp để mình dưỡng nuôi. Ví dụ mang chén cơm lên thì con cúng dường thầy. Còn nếu nói đúng nghĩa là con cung cấp cho thầy chén cơm để thầy dưỡng cái thân thầy. Giải chuyện giải thích nghĩa là vậy đó. Nhưng mà mình nói chạy ra là cúng dường. Thì cúng dường Phật, cúng dường ông bà, cúng dường quý thầy. Cúng là để biểu lộ cái ý nghĩa mình tưởng nhớ. Sau đó mình thỉnh xuống mình ăn, chứ có sao đâu mà đem không ăn. Mà bây giờ không ăn thì đem bỏ. Mà bây giờ quý vị cứ nghĩ đi, bỏ với ăn cái nào tội? Bỏ mình mới phí, mình mới có lỗi chứ. Còn mình ăn có gì đâu, không được. Có nhiều vị không dám ăn đồ cúng cô hồn. Hỏi sao vậy? Ăn đồ cúng cô hồn khờ. Không dám ăn đồ cúng vong. Ăn đồ cúng vong khờ. Quý thầy trong chùa ăn đồ cúng vong quanh năm, khờ cỡ mấy ông thầy thôi chứ muốn gì nữa. Đó. Cho nên á, đừng có sợ. Còn cái người nào mà ta biểu mình đừng ăn á, thì mình hỏi coi tại sao. Chứ còn trong truyền thống của nhà chùa không có gì kiêng cữ đó. Có một điều có thể làm thôi, tức là để bày tỏ sự kính trọng của mình đối với một bậc tôn đức, đặc biệt là chư vị trưởng lão hòa thượng. Khi chúng ta nấu ăn rồi thì chúng ta muốn cúng dường quý ngài thì chúng ta chuẩn bị sẵn một cái phần riêng. Vậy thôi, chứ không có cái gì mà trở ngại trong đó. Rồi bây giờ quý vị, thỉnh đồ cúng Phật xuống, quý vị hâm lại cho hòa thượng ăn cũng không có sao cả, có tội lỗi gì đâu. Đó, thức ăn là để cho mình nuôi cái mạng sống của mình, không có trở ngại gì. Mà hơn nữa, nó không có nằm trong kinh điển gì hết. Thế lại chúng con người của chúng ta tự đặt một số luật lệ, rồi tự chúng ta hù dọa mình thôi, chứ không có thánh thần nào dọa mình cả. Tự mình hết á, tự mình đặt cái đó rồi tự mình dọa mình. Ví dụ Phật có bao giờ Phật nói rằng quý vị hứa tu mà không tu tôi quở tôi phạt gì đâu? Phật đâu có nói câu nào trong đó đâu. Rồi tự mình đặt cái đó ra rồi mình hù dọa mình. Vì theo cái cuộc sống hàng ngày của mình, ai hứa cái gì mình mà không làm thì mình giận. Rồi mình cũng gắn cho các bậc thánh thần kiểu đó luôn, tội các ngài quá, phải không? Yeah. Cho nên quý vị cứ ăn thoải mái, không có sao hết. Rồi bây giờ trong câu này, trong 12 câu này còn câu nữa, tại vì còn một chút giờ cho nên hết. Trong này có một câu: đi đứng nằm ngồi cũng có thể thiền được không? Vậy thiền là gì? Chữ thiền á, nó có nghĩa là dừng lại mọi cái lăng xăng và có khả năng sống với hiện tại. Tiếng Hán có hai chữ thôi, chỉ và quán. Như bây giờ Pháp Hòa giải cho rộng để đại chúng dễ ghi nhận. Thiền là có khả năng dừng mọi lăng xăng của tâm tư của mình và có khả năng sống với giây phút hiện tại. Thế nào là nghỉ lăng xăng? Nãy giờ quý vị ngồi đây mà quý vị có suy nghĩ ra ngoài ở đây không? Có. Ngồi đây mà lâu lâu dở đồng hồ coi mấy giờ rồi, chừng nào thế này thế kia công việc. Tức là mình ngồi nhưng mà cái tâm của mình nó phóng ra ngoài nhiều lắm. Thì khi nào mà chúng ta ngồi ở đây mà chúng ta có khả năng dừng hết mọi cái suy nghĩ lo lắng đó, rồi chúng ta an trụ trong cái giây phút hiện tại chúng ta đang sống, thì gọi là thiền. Thiền có 4 cách: đi thiền, ngồi thiền, nằm thiền, đứng thiền. 4 cái oai nghi của con người là đi, đứng, nằm, ngồi. Lúc nào chúng ta cũng đi, đứng, nằm, ngồi bằng sự tĩnh lặng thì lúc đó gọi là thiền, chứ không có gì cả. Thí dụ buổi tối mình ngồi, mình im lặng, mình ngồi chéo chân lên, ngồi xếp bằng, ngồi tĩnh lặng, cái đó là ngồi thiền. Hay là quý vị ngồi trên ghế, quý vị tĩnh lặng thân tâm là ngồi thiền. Nhưng mà khi mình đi, mỗi bước chân của mình cũng tĩnh lặng, biết rất rõ là mình đang bước chân đi. Mình an trú với bước chân của mình, gọi là đi thiền.
tối ngủ nằm xuống không suy nghĩ lo toan, hết thở đều đặn để mình đi vào giấc ngủ an lành, gọi là nằm thiền. À, khi mình ăn cơm mình không có suy nghĩ, không có ăn cơm với cái phone, không ăn cơm với điện thoại, không ăn cơm với tờ báo, không ăn cơm với tivi, mà mình thật sự mình tận hưởng những cái món ăn mà do người thân mình nấu, là ăn trong thiền. Uống trà, biết mình đang uống trà là uống trong thiền. Như vậy thiền là gì? Thiền là có người có khả năng sống trọn vẹn với những gì đang xảy ra với mình trong giây phút hiện tại này mà tâm tư mình không tán loạn. Có một vị đệ tử vô hỏi thầy: bạch thầy, xin thầy dạy cho con tu đạo. Ông thầy hỏi: con có thấy cây tùng trước cửa không? Người thầy, người học trò không hiểu gì hết, con hỏi tu mà sao thầy hỏi cây thông, cây tùng? Thì ý của người thầy muốn nói, đạo là gì? Đạo là khả năng con tận hưởng những cái gì trước mặt con. Con vô đây cây tùng trần dần trước cửa mà con không biết, mà con hỏi đạo chi cho nó sao vậy? Cũng giống như mình ngộ một cái là nhà mình nó mấy ly mấy tách mà nó không biết, mà nhà người ta có chuyện gì mình biết hết trơn. Nhà mình con cái nó ở sao, vợ chồng sao không biết gì hết đó, mà nhà ta mình biết hết rồi. Thành ra nhiêu đó thôi là mình biết mình thiền chưa. Thì thiền nghĩa là mình có khả năng sống được với tất cả những cái gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại. Nói, trước khi nói mình phải biết mình nói cái gì. Khi mình có quán chiếu lời nói của mình là mình nói trong thiền. Khi mình ăn mà biết mình đang ăn cái gì, thí dụ như món ăn nó không hợp với cơ thể đừng có ăn, mình ăn vô rồi để mà bệnh quản như vậy thì không phải là người ăn trong thiền. Cho nên chữ thiền người Trung Hoa dịch là tịnh tư lự, tức là tịnh vắng xuống hết những cái suy tư lo nghĩ của mình và mình trở về được với cái giây phút hiện tại. Và cái cách tu thiền là chỉ là dừng tất cả mọi lăng xăng, quán là sống sâu sắc, quán chiếu và sống sâu sắc với giây phút hiện tại. Ví dụ quý vị ngồi đây nè, từ hồi 6 giờ rưỡi tới bây giờ tới 8 rưỡi là 2 tiếng. Quý vị ngồi mà quý vị biết rằng bao nhiêu lâu mình mong có một cái dịp mình được ngồi với thầy Pháp Hòa. Giờ thầy Pháp Hòa có mặt ở đây cho mình mà mình không có mặt cho thầy thì uổng quá. Chờ thầy đã bay tới đây, thầy có mặt với mình thì mình có mặt với thầy. Cũng giống như mình ăn cơm với gia đình nữa, chiều ăn cơm có mặt cho nhau. Tắt tivi đi, đừng check phone, đừng đọc báo, cho gia đình 30 phút ăn cơm để mình tận hưởng sự có mặt của nhau. Nhiều khi mình ăn cơm mà không ngó nhau, ngó tivi mà. Rồi ăn cơm xong đứng dậy, rồi người rửa chén, người quét nhà, người giặt quần áo xong lên phòng mạnh ai nấy ngủ. Cả ngày chúng ta không thấy nhau. Thật ra người kia mặt mày có xanh sao, người kia có vàng vọt thế nào chúng ta không biết. Tại vì chúng ta thường sống trong quên lãng. Hãy mua chờ tới ngày đó, mà hãy tới ngày đó lo chuyện khác. Giống như quý vị nói chờ tôi trong ngày mai thứ bảy, nhưng mà hãy thứ bảy tới lo chuyện khác, chứ không có tận hưởng được với cái thứ bảy. Cho nên khi mình ăn cơm đó, mình có mặt cho nhau 30 phút thôi được không? Xưa nay mình làm được, bây giờ ráng làm cho được. Có nhiều khi á, người thân của mình đi làm mà có những rắc rối mà không về nói với mình vì họ muốn mình lo, nhưng mà cái nét mặt của họ mình nhìn mình biết. Nếu mà mình để tâm với người thân của mình nhận ra người thân mình đang có những lo lắng. Cái dáng đi của họ mình có thể nhận ra được, cái cách ăn cơm của họ mình có thể nhận ra được, họ đang gặp nhiều cái khó khăn. Cho nên với cái chánh niệm mình có thể nhận ra được. Thưa đại chúng, những Phật tử về chùa lễ Phật thường á, nếu Pháp Hòa có nhà mà thấy có ai lên lễ Phật, Pháp Hòa hãy bước ra chánh điện. Nhiều khi Pháp Hòa bước ra thấy họ đang khắp cây hương mà nước mắt họ chảy ròng ròng, thì Pháp Hòa nán ở lại đợi cho họ xong, và Pháp Hòa tới và hỏi thăm: sao, có chuyện gì không? Quý thầy có thể giúp được gì không? Nhiều khi người ta đâu có nói được cái nỗi khổ của người ta, vì người ta nghĩ là người ta đi chùa để ta đắp nhang, ta cầu nguyện. Nhưng nếu mình có thể khơi cho người ta, biết đâu chừng người ta sẵn lòng, người ta chia sẻ với mình, mình có cơ hội mình lắng nghe, mình giúp đỡ được cho người ta, cũng là một cái điều tốt nên làm. Cho nên trong cuộc sống hàng ngày chúng ta cần cái sự quan tâm với nhau. Mà nếu chúng ta thiếu chánh niệm, thiếu ý thức, thiếu tĩnh lặng,
thì chúng ta không làm được việc đó. Như vậy thiền không phải chỉ ngồi yên trên tọa cụ, mà thiền là nó trải dài trong cuộc sống. Bất cứ lúc nào làm gì, chúng ta đều tỉnh giác. Những việc làm của chúng ta đều là thiền. Ví dụ lái xe, thấy cái bảng người ta để cái hạn lượng mà cái tốc độ cho chạy thì chạy đúng vậy thôi. Có một vị chạy nó cho 120, chạy 160. À xin lỗi, chạy 200 mấy, hỏi tại sao mà chạy dữ vậy? Nói anh cho tôi chạy 120, bên này bảng là 240. Tôi chạy cho mấy thì là đâu có tới đâu, anh cho chạy tới 240. Thật sự đại chúng thiền là có khả năng làm tất cả những cái gì an hưởng với cái giây phút hiện tại. Vậy quý vị hiểu được chữ thiền không? À, thiền là tịnh tâm, lắng tất cả những cái suy nghĩ. Bây giờ Pháp Hòa chỉ cho quý vị ngồi thiền nha. Mỗi ngày quý vị cho quý vị 5-10 phút đi. Sáng ngủ dậy, rửa mặt rồi xong rồi kiếm chỗ ngồi. Ngồi trên ghế cũng được, nếu ai đau lưng, ngồi dưới đất cũng được. Trong khi trước khi mình ngồi, mình chỉnh cái cách ngồi xong rồi, giữ lưng thẳng rồi, hai vai buông thư rồi, thì quý vị nhắm mắt lại để mình không có bị chi phối. Xong rồi quý vị để ý đến cái chóp mũi của mình. Mình hít vào mình biết, thở ra mình biết. Và trong khi mình hít vào thở ra như vậy, mình không có ráng, mình vẫn để hơi thở mình tự nhiên thôi. Nhưng mà bây giờ mình, hồi xưa giờ mình không biết mình đang thở. Bây giờ mình tập, mình quán chiếu, mình chú tâm đến hơi thở mình. Thở vào, biết tôi đang thở vào. Thở ra, biết tôi đang thở ra. Thì khi mình hít vào á, thì mình có thể nói hít vào khỏe quá, thở ra bình an. Tại vì mình tưới tẩm thân tâm của mình. Thường thường á, động tới mình nó sao mệt muốn chết. Đâu ta hỏi sao lúc này rầu muốn chết, ở lúc này chị sao chán muốn chết, đụng tới mình toàn là rầu muốn chết, chán muốn chết. Không có cái gì mà mình nghe nói ồ lúc này tôi vui, tôi hạnh phúc, không có. Cái gì cũng chán hết á, ngon cũng muốn chết nữa. Ăn ngon muốn chết. Con người của mình nó ngộ cái á, lúc nào cũng cầu cho bình an, nhưng mà hàng ngày thì không tưới tẩm mình bằng bình an. Đụng tới là muốn chết không à, ngon muốn chết, trời ơi, nhỏ đó hiền muốn chết, trời tôi thương nó muốn chết. Và cứ ghi tên cầu an hoài, cầu sao nói. Đụng tới mình là mình cứ muốn chết không à. Cho nên á, cái đó là một cái hình thức mình thiếu thiền mà. Mình cứ tưới tẩm trong thân tâm của mình toàn là những cái chất liệu tiêu cực. Thì trong khi mình ngồi bây giờ mình tưới lại, hít vào thân tôi khỏe, thở ra tâm tôi an. Hít vào thân tôi khỏe, thở ra tôi mỉm cười. Thì khi mình nói như vậy, cái tự nhiên mình thấy mình đang thở, mình mỉm cười. Rồi quý vị ngủ, để cho giấc ngủ quý vị được ngủ ngon á, quý vị nằm xuống, quý vị đừng suy nghĩ gì hết. Rồi bắt đầu mình thở nha. Hít vào, tôi biết rằng tôi đang thở. Thở ra tôi mỉm cười. Hít vào, tim tôi còn đang làm việc tốt. Thở ra tôi mỉm cười. Tim của mình đâu bao giờ ngưng đập đâu. Nhưng mà mình đâu bao giờ mình gửi cảm ơn tới trái tim mình đâu. Toàn là mình làm gì để cho tim mình nó thêm mệt không à. Tự nhiên đang khỏe vậy, kiếm bộ phim bạo động về ngồi coi. Coi xong nhịn tim, chừng nào nó chết, nó chết chưa. Nhiều khi nó đụng cái rầm vậy đó, mà lỡ mình đi vô trong bếp xong rồi chạy ra hỏi con nó đụng xe nó chết chưa con. Quý vị hiểu ý không? Tức là hàng ngày mình cứ tưới như vậy. Rồi xong rồi mình tưới bạo động, xong rồi tưới gì nữa? Tưới sợ hãi. Bình thường tim đang dày không chịu, đi mướn nguyên một bộ phim ma về ngồi coi, ngồi để cho sợ hãi rồi đó. Thấy không? Thành thử ra tim của mình nó vốn là nó bình an cho mình, mà mình không bao giờ biết bình an cho nó. Mình cứ đi tìm những cái gì đó để mà mình tác động vào trái tim của mình. Cho nên thiền là có khả năng sống với cái hiện tại. Con cất nhà mà bây giờ con đếm sanh lão bệnh tử được không thầy? Nếu cô đếm chi vậy? Bây giờ nếu mà đếm á, là chỉ lấy được có chữ sanh à, lão bệnh tử bỏ. Không lẽ đếm sanh lão bệnh tử chặt 3 thang này bỏ đi.
Thật ra là do mình quy định mình đếm, ta tự nhiên mình đem bốn cái đó vô mình đếm chi, để rồi ba cái thất này làm gì? Tại sao trong đó biết bao nhiêu cái điều hay mình không đem vô? Thí dụ bây giờ nè, 10 nấc thang thì mình có thập thiện nghiệp, phải không? Mình có thập hạnh phổ hiền. Thí dụ nhất thứ nhất lễ kính chư Phật, nấc thứ nhì xưng tán Như Lai. Biết bao nhiêu chuyện mình nói, mắc cái chi mình phải nói những cái pháp mà nó làm cho mình khổ đau mà hù dọa mình. Mà cái đó nó đâu trong kinh đâu, không có một cuốn kinh sách nào Phật nói cái đó hết. Thì mình tự mình tạo ra mấy cái đó làm chi cho nó khổ. Đi bưng quả đám cưới, đếm sanh lão bệnh tử, bỏ bàn này ra giữ sanh thôi. Cái bà kia nó đi ra sao, nó đứng cái đếm tiếp, sanh giữ hai thôi cũng như không. Phải không? Cứ sanh lão bệnh tử. Phật nói sanh lão bệnh tử đâu phải để cho mình làm cái thước đó, đâu phải để mình làm cái thước mà đo sanh lão bệnh tử để rồi mình khổ đau trong cuộc sống vậy. Thì đó, cho nên những cái gì mà nó lệch đi, nó không có đúng, nó không có make sense. Tiếng Mỹ không là không có phù hợp, không có cái nghị, không có cái lý lẽ trong đó, thì chúng ta không nhất thiết phải làm. Còn thí dụ mình làm vì phong tục, nếu mình hiểu nó chỉ là một phong tục thì mình làm. Nhưng mà nhớ là cái này chỉ là phong tục mình làm theo, chứ nó không phải là chánh pháp, nó không phải là cái con đường đúng đắn. Mình làm thì cứ làm. Hiểu như vậy á, thì cho dù mình có làm hay là không làm cũng không có gì trở ngại, không có gì trở ngại hết. Pháp Hòa ví dụ á, có nhiều khi đi cúng linh á, thì đứng cúng thì cái nhiều gia đình mấy đứa con nó mỹ quá, nó đâu biết gì đâu, thì biểu nó gấp thức ăn xong cái nó để xuống cho mình, biểu nó bưng lên. Cái có đứa nó không hiểu gì, nó không để gì hết, cái lát đi xuống nói, nãy ba mẹ không ăn gì hết trơn. Hỏi sao vậy, mẹ có bưng lên đâu không ăn. Vậy chứ bình thường nó có bưng đâu, ổng cũng tự bưng vậy. Bữa nay bất quá là cúng kiến thì có màu mè ăn chút nó bưng vậy thôi. Nhưng mà thiệt sự là chỉ có người ở trong miền Nam mới có cái vụ mà gấp để vô dán, chứ có nhiều chỗ người ta cúng người ta cũng đâu có gấp gì đâu. Rồi thật ra ngoài Trung cũng đâu có cái chuyện mà bắp thức ăn gì đâu. Mà ở đây là mình cúng kỹ là mỗi người một mâm á. Chứ còn nhiều nơi là 10 gia đình chỉ một mâm thôi. Bao nhiêu gia đình không biết, là một mâm cơm thôi. Ba chung trà rồi thay phiên nhau lên rót thôi. Chứ mà ở đây là không có vụ, mà ở đây là mình kỹ là mỗi nơi một mâm. Chứ đi những nơi khác là bao nhiêu gia đình không biết, một mâm cơm thôi. Rồi gia chủ quỳ đại diện vậy thôi. Rồi có khi thì lần thứ nhất rót trà thì gia đình A lên, lần thứ hai rót trà gia đình B lên, chứ đâu có phải mỗi người mâm đâu. Không lẽ nó vậy ăn không đủ. Đó, thí dụ vậy. Cho nên tất cả chúng ta làm, thí dụ như mình làm vậy đó, cũng không gọi mình là đúng, là đủ. Rồi mình thấy người ta làm không đủ mâm cái mình đó là thiếu. Nó là một cái lễ nghi. Lễ thì phải có nghi, kêu là nghi lễ mà. Lễ là kính trọng, nghi là hình thức. Là kính trọng thì phải có hình thức, cho nên gọi là lễ nghi. Mà hễ tổ chức lễ là phải có nghi. Thí dụ như mình nói tổ chức lễ Phật đản, vậy thì nghi Phật đản là gì? Cái hình thức của Phật đản là gì? À, phải có tượng Phật sơ sinh. Xấu đẹp không biết, cũng có ông đứng chỉa lên trời, chỉa dưới đất vậy ha. Rồi cũng kiếm cái thao nước vậy đó. Sang thì xài nước lọc, không sang vô hướng nước phun tên. Ví dụ vậy. Kỹ thì đi hướng nấu nước bông, mà nước bông cũng phải để nguội chứ, mới đang sôi ụt lên sôi phỏng chết. Lễ là phải có nghi. Vậy thì nói tới lễ Phật đản thì có nghi thức, hình thức của Phật đản là cái lễ tâm Phật. Lễ Vu Lan phải có nghi thức, tức là thỉnh Ngài Địa Tạng ra, hay là tượng một Kiền Liên. Rồi có theo Phật giáo Việt Nam mình, đặc biệt Phật giáo Việt Nam mình mới có thôi, đó là lễ cài hoa hồng. Không có Phật giáo nước nào có lễ cài hoa hồng hết. Chỉ đặc biệt có Phật giáo Việt Nam có lễ cài hoa hồng. Rồi hồi xưa là còn phân biệt nha. Còn phân biệt á, nếu mà mình cha chết thì màu gì, mẹ còn màu gì. Ôi, một cái lễ mấy cái bông luôn.
Bây giờ mình thống nhất hết, tất cả là một biểu tượng. Và cho dù cái vị đó có đi đi nữa, nhưng mà người đó không chết, không chết trong trái tim của mình. Mình nói vậy chi đỡ tốn bông. Giờ một cái bông hồng thôi. Thật ra đạo lý nó là vậy, tức là người kia có mất, chỉ mất cái hình hài thôi, chứ còn cha mẹ mình có mất trong lòng mình đâu. Đó, giống như ngày hôm qua Pháp Hòa gặp một bác 90 mấy tuổi đi lên chùa vẫn còn nhắc mẹ tôi. Hồi đó mẹ tôi dẫn tôi đi chùa, tôi gặp được hòa thượng này, gặp hòa thượng kia, nhớ hết. Vậy thì mẹ đâu có chết trong trái tim của mình đâu. Những gì mẹ làm cho mình mãi mãi còn đó. Đó, quý cô, quý chú nấu ăn cho con, chăm sóc cho con. Bây giờ mình thấy nó thờ ơ, nó không nói vậy đó. Nhưng mà thử, thí dụ một ngày nào đó mình mất đó, nó lên, nó review là hết, nó kể là Pháp Hòa đi nhiều đám tang Pháp Hòa nghe. Nhiều đứa nó lên, nó kể hồi đó nó đi học về, ông ngoại biết nó thích ăn cái gì hay để dành cho nó, nó kể là vênh vách hết. Thì như vậy mình biết đứa nhỏ này, trong lòng nó, ông ngoại nó vẫn sống với nó, bà ngoại vẫn sống với nó. Cho nên tất cả những gì chúng ta làm, nó chỉ là cái hình thức, nhưng không bác cái hình thức đó. Vì chính cái nghi đó nó đưa tới cái lý, cái sự đó. Cái sự là cái hình tướng bên ngoài, và nó chuyên tải cái lý. Cho nên chúng ta dụng sự mà hiểu lý. Thì cái này trong Kinh Hoa Nghiêm gọi là gì? Sự lý vô ngại. Thấy không? Nói theo Phật giáo, danh từ chung nữa là gì? Sự lý viên dung. Mình trọn vẹn cả hai hình thức, hình tướng, hình thức và cái nội dung của nó, cái lý đạo của nó. Cho nên á, thật ra tại vì chính mình hiểu sai, mình hiểu lệch cái ý nó, rồi mình chấp nó thì nó thành ra tà kiến. Chứ còn tất cả là văn hóa mà, cái đẹp mà, muốn làm gì. Giống như ngày hôm qua có một vị Phật tử hỏi: thưa thầy, con nghe các vị hay nói là mình quy y Phật rồi á, là không có lại thần, có lại thánh, lại này kia kia nọ. Thì Pháp Hòa mới nói á, theo Pháp Hòa tu tập á, theo cái ý Pháp Hòa là khi mình quy y rồi thì mình nhận Phật làm thầy rồi, thì mình không cần phải nương bất cứ một cái gì khác. Tuy nhiên đối với người Phật tử, chúng ta cần phải kính trọng. Ví dụ đi ngang tượng một vị thần, lại được không? Xá được không? Được. Chỉ có điều là mình đã có pháp môn, mình có con đường rồi, thì mình không cần nương con đường khác nữa thôi. Chứ còn tất cả chúng ta đều phải kính trọng hết. Đâu phải mình tu Phật rồi khi mình trở thành một người không có lịch sự nữa, chỉ biết thầy mình thôi, còn đi ngang các vị khác mình đứng mình ngó, mình vẫn cúi đầu được. Chỉ có điều mình không đảnh lễ hay nương tựa gì nữa thôi. Đó. Cũng dù bây giờ hồi xưa mình không hiểu, mình vẫn thờ ông thần tài. Ngày nay quy y Tam Bảo rồi, ông thần tài vẫn cứ để đó thờ. Nhưng bây giờ ông thần tài này, mình nhìn ông thần tài này khác với ông thần tài hồi đó lắm. Hồi đó sáng nào cũng réo ổng đó: con mới mua vé số để đây nghe, ông rảnh ông coi giùm con. Hồi xưa mình thờ thần tài kiểu đó đó. Nhưng bây giờ mình thờ, mình vẫn là Phật tử quy rồi, vẫn thờ thần tài. Nhưng mình nhìn ông thần tài này là chính là thần lực đạo đức giữ tiền của. Mình làm ra tiền, nhưng mình phải có đạo đức giữ tiền, phải có trí tuệ để giữ tiền. Thì có cách giữ tiền là thần tài. Giữ làm sao gia đình mình đầm ấm hạnh phúc, nhà cửa yên ấm là thổ địa. Còn nếu gia đình mình không hạnh phúc là ly dị, là chia hai, thì đất này sẽ bị chia, không còn giữ được cái thổ địa này nữa. Thì như vậy bây giờ mình nhìn ông thần tài thổ địa này khác. Hồi xưa mình thờ ông Táo á, với cái ý nghĩa là: ông ơi, ông nhớ để ý nhà cửa giùm con. Năm nay con bệnh quá, ông lên nhớ trển nói con dưới này te tua quá, ở trển có thuốc gì gửi xuống cho con. Thí dụ vậy đó. Bây giờ mình thờ ông Táo khác lắm. Ông Táo là ông thần lửa. Lửa là giữ ấm. Lửa là giữ ấm. Và con nguyện giữ ấm gia đình con.
Cho nên người Việt Nam có câu là trong ấm ngoài êm. Ở trong nhà mình mà ấm cúng thì ở bên ngoài sẽ êm, không ai làm gì được. Người Việt Nam dùng cái từ rất hay là trong ấm ngoài êm. Bây giờ mình thờ ông Táo nhìn khác rồi. Hồi xưa mình không hiểu ông Táo vậy, mình nghĩ ông này ông thần giống như là ghi sổ vậy đó. Nhà mình có chuyện gì cuối năm hối lộ ổng bộ cá chép nè gì đó để ông lên rảnh ổng report cho tốt. Bây giờ mình không phải cái con mắt đó nữa. Như vậy hồi trước kia là mình từ cái cặp mắt bình thường gọi là gì? Nhục nhãn. Bây giờ tu đạo rồi thì sao? Có pháp nhãn, có huệ nhãn, có Phật nhãn. Và mình lấy thiên nhãn để mình nhìn sự vật khác hơn. Hồi xưa mình chấp mọi thứ nó phải như vậy, nhưng mà giờ thiên nhãn mình biết rồi. Thiên nhãn là các pháp chỉ là tạm. Còn pháp nhãn cho mình biết tạm cách nào? Vô thường sao? Vô thường có hai loại. Sát na vô thường, nhất kỳ vô thường. Giáo pháp cho mình được một cái phân tích rõ ràng giữa vô thường, nó vô thường cách nào. Đây, ngồi đây là sát na vô thường, là hồi nãy qua ra là 2:30 giờ 3:30 rồi. Sát na vô thường, từng tích tắc là nó đi tới vô thường. Mấy ngày trước rộn ràng chuẩn bị rồi, sắp sửa tới ngày mai rồi đó. Tưng bừng bày biện và âm thầm dọn dẹp tới hồi dọn ai đâu đó. Lúc mà tưng bừng thì quá trời quá đất, không? Cho nên cuộc đời này là tưng bừng khai trương mà âm thầm đóng cửa. Vì thì cái thiên nhãn cho mình nhìn, chỉ nhận định các pháp không cố định. Nhưng pháp nhãn sẽ cho mình đạo lý sâu hơn để mình phân tích mọi thứ. Thí dụ như mình định nghĩa một chữ bình thường, già, thấy cái tướng nó biết già. Nhưng mà mình hiểu giáo pháp, già là sao? Thấy người ta nằm đơ ra chết. Nhưng mà giáo pháp sẽ cho mình biết thế nào là chết. Có nhiều khi á, chết nó như gì? Cái tim đèn hết dầu nó tắt. Nhưng có trường hợp mình thấy cho cái bình nó hết dầu rồi mà tại nó đang cháy. Tại vì dầu nó hút trong cái tim đèn nó còn. Cho nên nó làm sao? Nó leo loét theo cái dầu mà nó rút ở trong cái đường, cái cọng dây dầu đó. Chứ mình nhìn rõ mình thấy hết dầu rồi mà sao nó vẫn cháy? Thì chúng ta biết rằng sở dĩ nó còn là vì dầu còn ở trong tim đèn đó. Có nhiều khi mình nhìn cái bình dầu, ủa sao dầu còn nguyên mà nó tắt? Tại gió làm cho nó tắt. Như vậy có nhiều khi không phải già mà trẻ trung mà sao chết? Nghiệp đó. Vì nghiệp là gió. Thấy khỏe ru, thấy bình thường mà. Giống như mình thấy cái đèn vậy thôi. Tại sao dầu nó còn, tim nó còn mà sao nó tắt? Thì Phật nói gió thổi. Như vậy thì đâu phải hết dầu đèn mới tắt. Có những trường hợp dầu vẫn còn mà đèn vẫn tắt. Là vì gió nó thổi. Phân tích. Rồi là chết, rồi là già. Rồi mình sống. Cho nên đó, mình có cái cũng con mắt này, nhưng mình có chỉnh sửa. Nhưng mà chỉnh sửa này không tốn tiền. Chỉnh sửa này không tốn tiền. Mà chỉ bằng chúng ta thấm nhập được giáo pháp. Thì con mắt này bây giờ, hồi xưa mình nhìn mọi người với cặp mắt phán đoán, suy luận đủ kiểu hết, mà toàn là không mang lợi ích cho mình và cho người. Bây giờ mình nhìn người ta với cặp mắt cảm thương. Ai cũng có hoàn cảnh. Tại mình chưa thấu thôi, mình chỉ nhìn người ta vậy thôi. Thậm chí có những người, người ta rất là, mình nhìn bên ngoài vậy nhưng mà thật sự người ta rất là khó khăn. Cho nên nhiều khi một cái cơ ngơi đồ sộ vậy chứ đâu có biết ở trong đó là một kho nợ đâu. Mình chỉ nhìn bên ngoài thôi mà, mình đâu có biết được bên trong. Hoặc là có những người mình thấy bên ngoài rất là khỏe mạnh vậy, nhưng mà thật sự bên trong rượu hết rồi. Quý vị thấy bây giờ đi mua trái cây không? Thỉnh thoảng ngoài xanh tươi mà ở trong mổ ra đen thùi, hư mục hết. Đức Phật nói trên đời có 4 loại trái cây. Có những loại ở ngoài nhìn xanh sống mà ở trong chín.
Có những loài ngoài nhìn chín mà trong nó sống. Có những loài trong chín ngoài chín, và có những loài trong sống ngoài cũng sống. Bốn loại trái cây cũng giống như bốn dạng người. Chớ sống theo, chớ theo pháp hạ liệt, chớ sống mặt buông lung, chớ tin theo tà thuyết và tà kiến, chớ tăng trưởng tục trần. Nói ngược là trần tục. Mình có là mình đã khổ rồi, mà mình tăng trưởng nó nữa thì sao? Nó khổ hơn. Ví dụ á, bản chất con người mình là đã có cái nhìn sai lạc rồi. Nhưng nếu mình chơi với người nào mà người ta gia trưởng, tăng trưởng cho cái nhìn đó nữa, thì mình lại thêm nữa. Ví dụ như mình có cái bản chất là mê tín, nhưng quen với người nào mà ta sợ hãi những cái đó, ta nói nhiều quá cái bắt đầu mình cũng sợ theo. Có nhiều gia đình người ta không có sợ gì, ta bình thường, nhưng mà ta nghe riết, ta nghe riết ta sợ. Cho nên Pháp Hòa chỉ muốn thưa vậy nè. Ví dụ những cái gì trong cuộc sống này, với cái nhìn của Phật giáo đó, chúng ta tiếp nhận. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta tiếp nhận xong rồi, chúng ta làm gì để cho cái pháp đó nó mỗi ngày nó trở thành đẹp hơn. Chứ nó đừng có, mình đừng có trụ ở đó, bám cái đó để làm mình khổ. Ví dụ như quý vị coi ngày tốt xấu, rồi cũng được đi, cho là mình coi ngày tốt xấu. Nhưng mà mình coi để mình biết rằng theo cái văn hóa phong tục coi để yên tâm. Nhưng mà cho dù tốt hay xấu, cái thủy chung chúng ta vẫn phải sống đạo đức. Thì nếu lỡ xấu thì nó hóa tốt, mà nếu có tốt thì tăng trưởng. Giống như vừa rồi có một Phật tử hỏi Pháp Hòa, chứ hồi đó con có một người thân mất, con không biết làm này cúng kiến này kia kia nọ vậy đó. Rồi vậy bây giờ là lỡ con không biết vậy rồi người thân con làm sao? Vậy thầy có cách nào thầy làm cho con được biết người thân con đang ở đâu không? Pháp Hòa nói Pháp Hòa biết ở đâu làm thầy chùa chứ. Thôi bây giờ vậy nè, cho dù người đó đọa lạc, chuyện căn bản vẫn phải hồi hướng làm phước, hồi hướng phải không? Mà nếu người đó không đọa lạc, chúng ta vẫn phải làm cái việc tu tập hồi hướng. Thôi khỏi tìm hiểu gì hết, cứ hễ ai ở hoàng, ai mất thì chúng ta tu tập hồi hướng. Người thân bệnh chúng ta tu tập hồi hướng. Mình tu tập làm sao? Mình đọc kinh. Phật sẽ dạy cho mình những bài kinh cách thức chăm sóc người bệnh. Phật dạy kỹ lắm. Có những bài kinh đối với người bệnh mình phải làm sao. Rồi ngược lại Phật dạy những người bệnh được ai chăm sóc, tâm tánh mình phải làm sao. Trong kinh nói đủ mấy cái đó. Thì bây giờ nếu như mà mình chịu khó mình đọc những kinh đó, cũng giống như bây giờ á, cả đời mình không bao giờ Google gì đâu, nhưng đi bác sĩ nói cái bệnh đó đó, về Google liền. Để chi? Để mình hiểu được tất cả cái loại bệnh này nó diễn biến như thế nào, nó sẽ trị như thế nào, tệ nó như thế nào và kết quả nó như thế nào. Mình phải nghiên cứu về cái bệnh. Bây giờ cái gì cũng có trên mạng mà, bệnh gì mình bấm là nó lên. Thì cũng như thế thôi, ai ở một hoàn cảnh nào thì chúng ta sẽ tùy cái hoàn cảnh đó chúng ta nâng đỡ, hồi hướng. Chữ hồi hướng đây là mình trở về, mình chăm sóc và nhìn quán cái hoàn cảnh cái vị đó để chúng ta giúp đỡ. Có nhiều khi mình đi đến bệnh bệnh đó, mình cũng phải biết một chút xíu về cái bệnh của họ, về cái hoàn cảnh gia đình, để lỡ mình nói không có lỡ lời. Có nhiều khi mình nghe người ta bệnh cái mình đi vô mình ngồi mình nói mà không biết là gia đình ta đang giấu chi gì đó, hay là ta có ngồi khui hết trơn vậy đó. Cái lát đi ra ta nói, nãy giờ thầy nói là mấy ngày nay con giấu hết. Thành thử là mình phải hiểu được một chút. Cho nên cái chữ tăng trưởng là mình đã sẵn. Tham mình có sẵn không? Sân mình có sẵn không? Nhưng mình tu để làm gì? Giảm. Khoan nói hết.
Giảm thôi mừng rồi. Tu mà giảm tham, giảm sân, giảm si là mình mừng, nhưng không dám để tăng. Cho nên á, mình nhìn cái duyên á, nếu mình là thiện duyên thì nên trân quý thiện duyên, bồi dưỡng thiện duyên. Còn nếu nó là nghịch duyên, tìm cách giảm cái duyên nghịch, phải không? Và tưới nó bằng cái duyên thuận. Thí dụ hồi đó đó, người ta mắng mỏ mình, mình mắng mỏ lại, vậy thì hai bên cứ tăng trưởng miết. Bây giờ mà cũng không đến kết quả, giờ mình thử cách khác coi. Giờ ta mắng mình nín, thì người ta tăng, nhưng mình không tăng. Mình cứ giữ cái mức đó. Rồi cái thấy một thời gian sau, người ta thấy mình nín, cái người ta bắt đầu người ta giảm. Ta giảm thì cũng vậy đó. Cho nên nó là cái nhân quả là gì? Có nhiều khi cái nhân mình phải như vậy thì cái quả nó mới nghịch, nó mới ngược lại. Thí dụ như là mình vú một trái hồng. Trái hồng, một loại hồng mềm á, mình để nó trên cây. Nhưng bây giờ mình hái nó xuống, mình để nó vậy, nó vẫn chín. Nhưng mà cái chín của nó không trọn vẹn chín hết, và ăn có chỗ chín chỗ không. Bây giờ có một cách ngược lại với nó, nhưng mà đem lại kết quả tốt. Tức là mình đem một vài trái táo mình để chung với nó, rồi mình cột cái bịch đó lại, mình để trong một cái chỗ hạp gạo, cái hũ gì đó, thì mấy ngày sau đem ra thì trái hồng này nó mềm đều hết và nó ngọt đều hết, không có chỗ nào chát, không có chỗ nào sống hết, thì bản chất nó là hồng mềm. Thì nó được một cái pháp khác gia vào nó, thì nó làm cho cái pháp này được chín. Cho nên người ta nói là mình nín, hai cái nó khác mà. Tại đáng lý mình phải nói cho nó tương đồng nhân quả chứ. Nhưng không, chỉ cần mình nín thì cái quả này nó sẽ khác, nó tốt hơn. Không phải cái gì mình cũng làm bài bản vậy nó mới đúng đâu. Cũng giống như thức ăn nó mặn, mình thêm muối thì thêm nước tương thì nó làm sao? Mặn hơn. Nhưng bây giờ mình lấy cái mà nó không phải mặn, lạt nhách như nước vậy đó, đưa vào đó, nhưng thì nó lại là vừa ăn nó lạc. Quý vị hiểu và nói không? Thì cái này là cái pháp. Vậy thì trong khi mà chúng ta học pháp á, trong khi chúng ta học pháp là chúng ta học cái này nè. Và chúng ta phải thấu đáo rằng trên đời này có những cái không phải mình nói nó mới có kết quả đâu, mà có những cái mình nín nó tương phản với cái kia thì nó lại là cái tốt hơn. Hôm qua có một em nhỏ 8 tuổi, nó chạy tới nó hỏi Pháp Hòa. Nó mới quy y xong, nó lại nó hỏi: Thầy có cách nào làm cho con bớt nóng tính không? 8 tuổi thôi. Không lẽ mình để nó lên bàn mình lại nó, tại vì người lớn bây giờ hỏi câu đó. Nó đứa nhỏ 8 tuổi nó hỏi vậy. Thì bây giờ một đứa nhỏ 8 tuổi mình nói gì giờ? Mình nói mà con có biết con nóng tính không? Dạ biết. Rồi mỗi lần con nóng tính con có la không? Dạ la. Bây giờ mỗi lần con nóng tính á, con lên phòng được không? Con lên phòng con niệm Nam Mô Di Đà Phật cho con hết nóng tính. Nam Mô Di Đà Phật cho con hết nóng tính. Con đừng có đi ra nghe không? Con ở trong phòng. Nhưng mà con phải nói cho ba mẹ biết, khi con nóng tính con đi vô phòng con niệm Phật. Mình đâu có nói, mình đâu có chạy, mình không có cách nào mà nó theo kiểu người lớn được. Bây giờ chỉ nó cái cách đơn giản nhất: Nam Mô Di Đà Phật cho con bớt nóng tính. Nam Mô Di Đà Phật cho con bớt nóng tính. Thì một đứa nhỏ mà nó biết nó nóng tính mà nó hỏi như vậy là đứa này nó có gì? Nó cũng có căn lành. Cho nên có những cái pháp, ví dụ như đường nó trơn thì mình có một cái không phải là tuyết mà là cát hay là muối thì lại làm cho cái chỗ đó đi đứng nó dễ dàng. Là tới trong cuộc sống có những cái pháp nó không tương đồng như vậy, nhưng mà nghịch lại nhờ chính cái này. Thì trong cái duyên á, Phật gọi cái này là cái gì? Cái này là nghịch duyên, nhưng mà nghịch lại là thuận. Thí dụ như nước đưa vô một cái nồi bún mặn quá thì nước nó là nghịch vậy với cái mặn, nhưng mà nó lại làm cho thuận. Nhưng mà có những cái nó rất thuận, chẳng hạn như muối mà gia với nước tương thì nó rất là thuận, phải không? Nhưng mà chính cái thuận này thì nó làm sao? Nó lại tăng trưởng.
Cho nên một khi mình nóng giận mà người nào tới nói theo cái giận của mình, thuận theo cái giận mình, thì lát mình sao? Lên nữa, hồi nãy máu lên tới cổ thôi, nói hồi lên tới ốc. Còn người kia lại nói thôi trời ơi giận nó làm chi, vuốt để bỏ qua đi, con nít mà, con mình không, ta nói nó nghịch cái ý của mình hết á. Nhưng mà chính cái nghịch nạn lát sao, nó đi xuống. Để trong những cái duyên vật là có những cái thuận duyên, nghịch duyên, tăng thượng duyên. Tăng thượng duyên làm cho cái duyên này nó tăng thượng lên. Nhưng mà có những cái mình đã nóng rồi mà nó nói miết bên lỗ tai mình này là đẳng vô gián duyên. Không bao giờ dừng nghỉ. Chữ đẳng vô gián như là không có dừng nghỉ những cái duyên để làm cho mình sôi lên nữa. Cho nên mình thấy ai mà nóng tính đừng có nói, đừng có lải nhải bên cạnh họ hoài, là mình đang đẳng vô gián duyên đó. Đó. Chữ vô gián là không có dừng. À, mình đang làm cho nó liên tục không, thì chính cái kết quả nó xấu hơn. Thì những cái này mà nó có mặt thì gì? Nó là thế gian. Và thế gian này là gì? Là sanh sống bằng cái pháp hạ liệt, sống mặc tình, sống buông lung, sống theo tà kiến, sống tăng trưởng tục trần. Vậy thì Phật dạy chớ theo pháp hạ liệt, chớ sống mặc buông lung, chớ tin theo tà kiến, chớ tăng trưởng tục trần. Vậy thì trong thế gian, nhưng mà chúng ta không sống thuận với thế gian, chúng ta không làm những cái này nghịch mát. Nhưng mà chính cái nghịch này thì chúng ta sẽ biến thế gian thành thành tịnh độ, ta bà thành tịnh độ. Từ những cái pháp thế gian mà nó thành ra xuất thế gian. Tại vì nó có chữ thế gian và nó có sức xuất thế gian. Thí dụ con người mình đã lấy ăn làm chuẩn, nhưng mà người tu tập á, lấy pháp làm món ăn gọi là pháp thực, pháp hỷ thực. Mình lấy cười vui, nhưng mà người tu là thiền duyệt thực. Mình có những cái vui mà những cái món ăn của nội tâm là thiền duyệt pháp hỷ. Thôi chiều nay mình học một câu 167. Nhân cái dịp mà chúng ta học đọc kinh Pháp Cú, và Pháp Hòa cũng đang giảng kinh Pháp Cú mỗi Chủ Nhật á, mình học đến câu 167 rồi đó. À, Hoàng hậu Ma Gia, chứ đừng nói Ma Gia không. Phải có Hoàng hậu ở trước chứ không thôi hiểu lầm chết. Hoàng hậu Ma Gia, à, cha của ngài tên gì? À, vua Tịnh Phạn. Tất cả những cái chữ Tịnh Phạn là mình cũng phiên âm dịch lại, chứ còn nguyên bản thì mình gọi là Suddhodana. À, và khi mà ngài lớn lên, ngài có gia đình, người bạn đời tên gì? À, Yayudhala, là công chúa Yayudhala. Có một người con trai hay gái? À, có nhiều con mà có một người con mình biết tên thôi. À, La Hầu La. Lớn lên ngài đi mấy cửa thành? À, thấy gì trước? Không, đâu thấy là thấy hết rồi. Ta đi tới 4 cửa luôn mà. Cửa thứ nhất thấy gì? Cửa thứ nhất thấy một người già. Cửa thứ hai thấy một người bệnh. Cửa thứ ba thấy một người chết. Đến khi cửa thứ tư ngài mới thấy một vị sa môn. Hiểu ý không? Thì khi mà ngài thấy như vậy thì thấy hai cái hình ảnh. Ba cái hình ảnh đầu là ba hình ảnh của trầm luân khổ đau. Cái hình ảnh cuối cùng là cái hình ảnh giải thoát. Như vậy thì cho chúng ta thấy rằng á, cái sự tu tập của mình á, là để chuyển hóa khổ đau. Và ba cái đầu là ba cái khổ mà chúng sanh ai cũng có. Nhưng mà không nghĩa là chúng sanh chỉ dừng lại cái khổ đó. Nó có một con đường để đi. Đó là con đường tu tập. Cho nên hình ảnh vị sa môn. Và cho ba cái đầu là ba cái mà ngài trầm tư, ngài suy nghĩ không lẽ con người mình phải chịu như vậy sao? Thì cuối cùng ngài mới gặp được một vị sa môn. Thì lúc đó không phải là một sa môn của Phật giáo, mà một sa môn, một đạo sĩ tu tập. Và trước khi mà ngài giáng sinh ở Ấn Độ,
Đại chúng nhớ là ở Ấn Độ đã có 99 thứ đạo khác nhau. Cho nên không phải chỉ có một mình Ngài, mà trước khi đó là rất nhiều đạo, mà mỗi người có một cái quan điểm khác nhau. Và Ngài quyết định Ngài đi tu đó, Ngài đi tìm đạo đó. Vậy thì chúng ta thường nói là Thái tử Sĩ Đạt Ta xả phú cầu gì? Cầu gì? Ai nói cầu đạo? Giơ tay. Ai nói cầu bần? Giơ tay. Ai nói xả phú cầu bần? Tự nhiên xả phú cầu bần. Xả phú cầu đạo. Nếu mà cầu bần thì đơn giản đó là bỏ cái giàu đi kiếm cái nghèo sao? Xả cái giàu, ý nó là xả cái bình thường của mình đó, để đi tìm con đường đạo. Nó mới có cái đặc biệt của nó. Xả cái giàu của thế gian để đi tìm cái giàu có của tâm linh, của đạo đức. Cho nên là xả phú cầu đạo. Tại vì mình nói thuận theo thế gian, mình hay nói là xả phú cầu bần. Nhưng nếu nói vậy phải nói thêm câu kế xả thân cầu đạo. Không? Còn đây là xả cái phú. Cái chữ phú đây là giàu có, nhưng mà ở đây là chỉ cho cái pháp thế gian, cái của thế gian. Thí dụ ngày hôm nay nè, đại chúng xả cái vui bình thường của người thường thế gian, long weekend đi chơi. Nhưng không, mình xả cái bình thường đó để mình đi tìm có một cái niềm vui nhẹ nhàng khác. Hồi nào giờ nghe kinh Pháp Cú và học kinh Pháp Cú chứ chưa bao giờ, và thỉnh kinh Pháp Cú về để chứ chưa bao giờ mình cầm cuốn kinh Pháp Cú mình đọc trọn bộ một cuốn đó đâu, bảo đảm luôn. Không? Nhưng mà nhờ vô đây em mời mấy anh mấy chị về nhà em tụng kinh Pháp Cú, xong em đãi ăn chay. Chịu khó ngồi đọc kinh Pháp Cú. Như vậy là ngày hôm nay là mình xả cái bình thường của thế gian. Nếu ở nhà hôm nay mình cũng khó sống bình thường vậy, cũng ăn, cũng mặc, cũng nói, cũng cười, cũng bình thường. Nhưng nó là bình thường đó, trong cái phạm vi bình thường thôi. Nhưng mà ngày hôm nay mình vô đây mình có ăn không? Cũng nói, cũng bình thường phải không? Nhưng mà xong một ngày này rồi thì mình đi tới cái tâm tư, mình đi tới cái chỗ gì? Tới cái chỗ phi thường. Mình xả cái bình thường, mình vẫn là bình thường, nhưng mà cái bình thường này nó lại có những cái rất là phi thường. Ta mình build up, mình đưa vào trong tâm thức mình thêm những cái hay, những cái tĩnh lặng. Mình nghĩ mấy chục năm rồi, mình cũng đi chơi, rồi mình cũng đầy đủ rồi, nhưng mà rốt cuộc cũng lẩn quẩn nhiêu đó thôi. Thôi bây giờ đã đến lúc mình làm một cái gì đó, thử mình làm một cái khác. Đấy. Đây, hai má con lái xe 5 tiếng lên, đây là xả đường xa để đi tới một cái gì đó mà người ta mong mỏi. Cho nên mình cứ nghĩ mình là người đời, mình là bữa nào buồn cái mình muốn đi tìm thấy chùa, mà vui thì thôi. Nhưng mà thỉnh thoảng con người chúng ta gặp khổ đau phiền não, cái tự nhiên mình có một cái ý đi tìm về chùa cho nó yên tĩnh, tìm tu tập vân vân. Thì mình người đời mà thỉnh thoảng mình còn vượt, mình còn khởi cái tâm đó, thì Thái tử Sĩ Đạt Ta, Ngài đã chứng kiến quá nhiều cái cảnh ở trong hoàng cung của Ngài. Từ những cái cảnh gọi là nội chiến, và những cái cảnh vui say dục lạc, rồi đến cái cảnh con người thế gian. Cho nên cái hình ảnh mà Thái tử Sĩ Đạt Ta thấy ba cái cảnh khổ của già, của bệnh, của chết, thì ba cái này á gom lại là một chữ là sống trong thế gian là vậy đó. Cho nên nó kêu sanh già bệnh chết đó, thì chữ sanh là sống, thì đã sống thì phải có bệnh, phải có già, phải có chết, và còn phải gì nữa, phải chi phối nhiều thứ khác. Đây là ba cái tướng khổ mà không ai tránh được. Còn cái khổ ví dụ như thương mà xa lìa thì cũng có thể mình né được một chút, để khỏi thương ai hết thì khỏi khổ, ví dụ vậy. Nhưng cái khổ già không né được, mình là sợ nó muốn chết mà nó vẫn tới. Mình sợ bệnh muốn chết mà vẫn tới, ba cái này né không được. Ví dụ còn cái khổ như là cầu muốn không được, khổ, nhưng mà thôi giờ mình hiểu nó rồi cho nên thôi không muốn gì nữa hết. Thôi giờ ở thế gian ta sống bằng hai chữ đòi hỏi.
Bây giờ mình tu rồi không có đòi gì nữa hết, ai hỏi thì ok. Không có đòi ăn mà ai hỏi ăn không, dạ ăn. Như vậy thì thưa đại chúng là Ngài đi thấy bốn cửa thành, sanh, già, bệnh, chết. Đó là cái hình ảnh của một cái chữ khổ. Và cái hình ảnh của người xuất gia là giải thoát. Cái hình ảnh đó nó đã giúp cho Ngài thấy được cái con đường Ngài sẽ đi. Cho nên mình bây giờ cũng vậy á. Thí dụ mình khổ mà mình lóe lên một cái ánh sáng thì mình thấy rằng mình may mắn quá. Trong cái chỗ tối tăm đó mà tự nhiên có một cái diêm quẹt á, không phải rực sáng như là cái đèn, nhưng mà cái diêm quẹt đó bật lên và chúng ta thấy được. Chúng ta thấy được. Giống như nãy giờ quý vị đọc kinh Pháp Cú, có những câu mình chưa hiểu nhưng mà có những câu mình tâm đắc. Chắc chắn vậy thôi chứ không thể nào mà đọc từ sáng giờ được mấy phẩm rồi. Hết cuốn luôn. Tụng hay quá. À, chắc chắn là 423 câu này quý vị lượm ít nhất cũng được 50 câu tâm đắc. Tại có những câu rất là dễ hiểu và rất là tâm đắc. Đó. Thành thử ra ai mà thường xuyên đọc tụng như vậy thì mình sẽ nhớ, và nhớ là mình sẽ hiểu, hiểu là mình sẽ thông. Khi mà cái chỗ đó, cái việc gì nó đến cái tự nhiên câu kinh Pháp Cú đó nó ra liền. Ví dụ như cái hồi nãy, hồi sáng mình đọc á, à, vui thay ta được sống không hận giữa hận thù, giữa những người thù hận ta sống không hận thù. À, vui thay chúng ta sống không bệnh giữa ốm đau, giữa những người bệnh hoạn ta sống không ốm đau. Thì đó là những cái câu kinh Pháp Cú đó. Mà mình có thời gian mình cứ nghiền ngẫm, mình đi tới lui, mình đọc nó lọt vô trong tim, trong óc mình nào đó, thì lúc nào mình đi ra được cái câu đó là mình biết mình thâm nhập kinh tạng, trí tuệ giọt giọt. Nhưng mà giọt nào nó là chất bổ dưỡng giọt đấy. Trí tuệ như hải thì chưa dám ha, trí tuệ như biển thì chưa dám, trí tuệ ra giọt giọt cũng được rồi. Tiền mà có đôi khi còn đòi ra giọt giọt. Thưa đại chúng là hôm nay đại chúng đã tụng kinh Pháp Cú hồi sáng này, thì cái bản kinh mà chúng ta in để gửi tặng cho Phật tử, à, đây là đợt in thứ như lần in này là lần in thứ ba rồi. Thì đại chúng hưởng ứng thỉnh cái quyển kinh đó, khi mà Pháp Hòa quảng cáo quyển kinh đó rồi mình bắt đầu học quyển kinh đó, thì rất là may mắn là mình được các vị bên Mỹ gửi về kịp, mới có mấy ngày trước khi ngày hôm nay mình bắt đầu thì mới có tụng đó. Chứ hôm trước thông báo tụng kinh Pháp Cú chúng cũng hồi hộp lắm, không biết có cú nào, có câu nào cho anh chùa hết rồi. Nhưng mà thôi thì mình có là vui rồi. Bữa nay mình học câu một cái phẩm khác, đó là phẩm thế gian. Cái phẩm này là phẩm thứ 13, câu thứ 167. Cái phẩm này có tên là Thế Gian. Thường thường mình sống ở cõi đời này, mình cũng gọi cõi này là cõi Thế Gian. Và có nhiều cái định nghĩa. Có nhiều người có nhiều chỗ định nghĩa thế là gì? Thế là nói về không gian, Đông Tây Nam Bắc. Nếu mà nói về thời gian thì có quá khứ, hiện tại, vị lai. Như vậy thì trong cuộc sống này chúng ta nếu nói hướng thì có Đông Tây Nam Bắc, bốn hướng chính. Nói về thời gian thì có quá khứ, hiện tại, vị lai. Ở trong kinh á, còn định nghĩa thế gian, nghĩa là hủy hoại. Tiếng Phạn gọi là Loka, gọi là thế giới. Và có ba nghĩa. Một là đối trị, nghĩa là vì có thể bị tiêu diệt. Cái gì nó có nhưng mà nó không thật có, nó có thể tiêu diệt theo cái thường tình thời gian, đó là vô thường biến đổi. Nhưng cũng có khi con người hủy hoại nó. Ví dụ như hôm bữa Pháp Hòa có thấy một cái clip người ta quay một cái tượng Đức Phật Thích Ca Niết Bàn nằm ở một cái trên một cái đỉnh núi rất là đẹp, mà lúc mới làm đẹp lắm.
Nhưng mà rồi thời gian sau người ta không có chăm sóc, thì bây giờ nguyên cái khu vực đó tượng Phật gần như bị cây cối mọc lên, có những cây nó rớt ở trên thân và nó mọc cây trên đó luôn. Và bây giờ một cái tượng Phật ngày xưa rất đẹp mà ngày nay trở thành một cái tượng như là nhìn không ra nữa. Ai có biết cái khu vực đó thì mới nhìn để ý, chứ còn thường đi ngang thì chỉ thấy như là một cái đỉnh núi là có nhiều cây cối bị mọc lên thôi. Và có khi có những cái gì đó rất là kiên cố, nhưng nếu con người không thích nó, con người cũng có thể hủy hoại nó. Còn có những cái mà nó hoại theo thời gian thì không nói rồi, phải không? Cho nên một trong những nghĩa của chữ thế gian là vì sao? Vì nó có thể bị tiêu diệt. Ngay con người mình đây, thí dụ như con người mình sống thì mình cũng biết rằng trước sau mình cũng chết. Nhưng có nhiều khi do cái lòng hận thù giữa con người với con người, người ta không kềm chế được, người ta có thể hủy cái người kia sớm hơn. Thứ hai là bất tỉnh trụ. Tại sao? Chữ bất là không, trụ là dừng, không có dừng lại mà luôn luôn nó biến đổi từ cái hình tướng cho đến cái tư duy của mình. Ví dụ như trong cái đầu của mình có bao giờ nó dừng sự suy nghĩ không? Không, liên tục. Ví dụ như nói trưa nay ăn gì, người ta vừa mới nói cơm bì cái nói có sườn chả không thì vừa dứt xong thì mình phải nghĩ tới gì nữa, nước tương, dưa chua, vân vân. Nghĩa là chỉ cần nói một món đó thôi là bắt đầu mình suy ra. Rồi ta hỏi anh hồi xưa ở đâu, nói tôi ở đó, bắt đầu rồi bắt đầu tới, biết không chỗ đó không, kế chỗ này nè, trước mặt chỗ đó đó, sau lưng chỗ nọ đó, bên cạnh chỗ kia đó. Tức là luôn luôn mình có những cái suy nghĩ về chỗ ở. Rồi anh đọc kinh đó chưa? Đọc rồi, chỉ có đọc chỗ đó không, hay lắm, thế này thế kia. Cho nên từ tâm niệm có con người cũng không dừng nghỉ, thì huống chi này ngồi đây. Thay đổi hết. Bây giờ mà nhìn đạo tràng này và so với những do hình, nếu như cũng những người đang ngồi đây mà của 5-7 năm trước thì những hình ảnh trước mặt này biến đổi hết. Đó là một cái chuyện đương nhiên, mình không có phủ nhận và cũng không có gì phải buồn, mà buồn thì nó làm nhanh hơn nữa. Cho nên mình cứ nhẹ nhàng và biết nó như vậy. Tại vì bản chất của thế gian là bất tỉnh trụ, bản chất của thế gian là có thể bị hủy diệt. Mình để một cái ly, cái bình bông đó, mới vừa đi vô đi ra có người đi ngang sơ ý làm rớt bể, chuyện bình thường đó. Mình kỹ cường kỹ càng lắm. Rồi cái thứ ba là gì? Hữu đảo kiến vì điên đảo hư vọng. Coi là con người mình đó, trong cái tư tưởng nó thay đổi rồi, nhưng mà trong cái thay đổi nó chưa chắc nó là tốt nữa. Vừa suy nghĩ tốt thì nó lại bị cái xấu nó xen vào. Cho nên có những cái điên đảo kiến là gì? Tức là những cái thấy, những cái suy nghĩ nó luôn luôn, nó không phải lúc nào nó cũng là tích cực, mà luôn luôn thấy những cái điều tiêu cực, và nhiều khi thấy lệch lạc, thấy sai lầm, nó đều là điên đảo cả. Và con người mình dễ bị cái điên đảo vọng tưởng lắm, điên đảo kiến, điên đảo tưởng lắm. Cái thấy của mình cũng điên đảo thì cái suy nghĩ mình cũng đảo điên. Cho nên cuộc sống mình nói trời ơi, cuộc đời này sao nó đảo điên quá. Là cái điện đương nhiên thôi. Tại vì hằng ngày chúng ta khởi ra vào những tâm niệm đảo điên không à. Mình thấy cái đó mình cũng đâu bao giờ mình nghĩ đúng về cái đó đâu. Mình phải phân ra không? Mình phải dệt thêm mà hỏi có đúng không. Không, tôi nghĩ thôi. Hỏi tới hồi cõi nghĩ là không, tôi đoán thôi. Mà đoán mà nghĩ mà suy thì có gì nó trúng. Mà chúng ta sống với nó, hết chuyện này, chuyện nhỏ cũng như thế, chuyện lớn cũng như thế, chuyện quan trọng cũng thế, chuyện của mình cũng thế, chuyện không phải của mình cũng thế. Cho nên rốt cuộc chúng ta sống bằng cái đó. Lâu ngày thì nó thành gì? Thành cái nghiệp. Thành một cái nghiệp. Nghiệp là thói quen. Mà thói quen là hãy suy diễn và không bao giờ cho mình một cái cơ hội thấy đúng như thật. Ba cái nghĩa, ba nghĩa của thế gian. Đối trị. Đời tại sao gọi là đối trị? Có thể bị hủy diệt. Thứ hai là bất tỉnh trụ,
không bao giờ dừng nghỉ, phải không? Sự suy nghĩ, sự suy diễn của mình. Thứ ba là gọi là gì? Điên đảo, điên đảo kiến. Có hai loại thế gian: hữu tình thế gian và vô tình thế gian, có khi gọi là khí thế gian. Cái gì gọi là hữu tình? Mình á, chúng sanh, con người có tình cảm, vui buồn, thương ghét, lạnh nóng. Thí dụ như mình mới nói thầy sao bữa nay chánh điện lạnh quá vậy, kể là đi tăng sưởi lên chừng 5 phút sau thôi, bớt được không, nóng quá. Cái nóng cái lạnh của mình cũng không yên. Và mỗi người ngồi đây, mỗi người sẽ nóng lạnh cũng khác nhau. Người mà mở sưởi lên thì nói sao nóng quá, mà đã trời đang dậy mở sưởi chi. Thành thử ra hữu tình thế gian là những con người, những gì nó có cảm, nó sống trong thế gian này mà có cái cảm nhận. Có một cái nữa là khí thế gian, gọi là gì? Chỉ cho đất nước, sông núi, các loài hữu tình cư trú. Hữu tình vô gọi là khí thế gian, núi sông, những cái vật chất xung quanh mình nhìn cái đó, mình nói cái tên đó, nhưng mà thủy chung nó cũng là cái pháp ở trong cái thế gian này thôi. Thí dụ bây giờ trong cuộc sống của con người Việt Nam, người Việt Nam là mình sống tình cảm, sống tình cảm, cho nên mình phải đem bao nhiêu cái tình cảm để mình ứng xử giữa bạn, giữa xu gia với nhau, giữa người thân với nhau. Rồi mình không liên quan gì hết, nhưng mà tại vì người này quen với cái người mình quen, bây giờ mình biết người ta vậy mình không tới cũng kỳ quá. Tức là mình luôn luôn đem bao nhiêu cái tình cảm mình ứng xử. Rồi mình quan niệm người ta cho mình một, mình phải cho lại 10. Nói đơn giản là bánh ít quy, bánh đi lại. Đó là pháp đối đãi hết trong thế gian này đó. Nhưng mà tất cả những cái vui buồn được mất, thành bại đối đãi, đến cái lúc mà mình sắp mất không có đem theo được. Tất cả những cái đó nó chỉ là cái pháp để chúng ta ứng xử trong cuộc sống này thôi. Còn khi mình sắp sửa đi vào cái thế giới kia thì họ mấy cái này nó không còn nữa. Cho nên nếu mình liễu ngộ được cái chỗ đó thì mình biết rằng những gì chúng ta đang làm trong cuộc đời này nó chỉ phù hợp giữa con người với con người. Rồi chúng ta tập buông xả bớt thì mình sẽ đỡ. Mình chấp nó chừng nào thì mình sẽ khổ chừng đó. Cho nên nó có một cái loại cơ, khi mà chúng ta sống bằng những cái chấp trước dày đặc. Trong kinh khác, ở luận khác cũng gọi là gì? Chúng sanh thế gian, ngũ ấm thế gian. Chúng sanh thế gian là tất cả những loài, có tất cả những loài trong cái cõi đời này. Nhưng đất nước, gió, lửa trong con người mình đó, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, nó cũng là thế gian. Thí dụ bây giờ mình còn sống là do ngũ ấm nó kết hợp. Nếu nói về sắc, mình có sắc tướng. Bên cạnh cái sắc tướng đó mình có gì nữa? Thọ, tưởng, hành, thức. Năm cái đó nó phối hợp, nó làm nên con người mình. Rồi quốc độ thế gian đó, thế giới nè, mình ở đây, có người ở Việt Nam, có người ở Úc, vân vân. Tất cả những nơi nào có con người sống gọi là quốc độ. Và nó nói chung là cũng đều là thế gian. Chung một cái trái đất này, nhưng mà nó chia khu vực ra hết. Và nữ ra cùng một lúc này cũng có những người đang sinh sống, có những người đang sinh hoạt trong cái quốc độ thế gian này. Đó là mình định nghĩa những cái chữ của thế gian để chúng ta chuẩn bị đi vào một cái phẩm kinh của Kinh Pháp Cú. Kinh Pháp Cú, khi mà các vị gom lại những cái lời Phật dạy thì người ta thấy câu nào nó tương tự với nhau, người ta gom vô một set, rồi đặt cho nó cái tựa là phẩm gì đó để cho nó dễ nghiên cứu, dễ nhớ. Thí dụ như những câu nào Phật dạy về buông lung thì vô một phẩm gọi là phẩm không buông lung. Rồi có một những cái câu nào mà Phật đem hoa ra Phật ví dụ thì kêu một cái phẩm gọi là phẩm hoa. Rồi Phật nói về cái tâm thì gọi là phẩm tâm. Thì ở đây cái phẩm này gọi là phẩm thế gian. Và đây là câu 167 trong phẩm thế gian đây.
câu đầu của Phẩm Thế Gian, nhưng mà câu 167 từ khi mình bắt đầu học tới giờ đó: chớ theo pháp hạ liệt, chớ sống mặt buông lung, chớ tin theo tà kiến, chớ tăng trưởng tục trần. Bốn điều Phật nhắc nhở ha. Đó là cái câu cú. Còn cái câu trường hàng là: chớ nên theo điều ti liệt, chớ nên đem thân buông lung, chớ nên theo tà thuyết, chớ làm tăng trưởng tục trần. Đại ý cũng giống nhau. Bây giờ câu thứ nhất là: chớ theo pháp hạ liệt. Pháp hạ liệt là gì? Chữ hạ liệt nghĩa là thấp kém, xấu dở, thấp kém. Thí dụ như thay gì á, trong kinh Pháp Hoa nói mình có cái tâm hạ liệt nè. Cái ông trưởng giả đó đó, ông nhận mình làm con rồi, mình cũng biết mình là con ổng rồi, ổng đem mình vô nhà ở rồi, nhưng không dám. Nhớ không? Lúc mà nhận ra đứa con á thì nó giật mình dậy, nó thấy sao mà nhiều người quá, nó xỉu. Nó xỉu thì cái người cha thấy là người con, cái người đứa nhỏ này tâm trí nó hạ liệt lắm, nó chưa có đủ khả năng, nó đùng một cái nó hóa thành người giàu, nó chấp nhận không nổi. Thôi cũng được đi, thôi cho nó tỉnh dậy đi, lấy nước tạt lên cho nó tỉnh dậy rồi đi qua đó nói với nó đó: có người mướn người. Mướn người làm gì? Làm người hốt phân. Ở trong cái nhà hốt phân thời gian rồi, rồi bắt đầu ổng mới tập hợp mọi người tới tuyên bố: đây là con tôi, ngày trước tôi đã xa lìa nó, nhận rồi, nó biết nó là cha, nhưng nó vẫn chưa dám ở trên nhà trên. Nó xin ở đâu? Nó xin ở nhà dưới. Là ý là vậy đó. Thì cái câu chuyện đó kể rằng cái người cha giàu có thất lạc người con, nay nhận được người con, và người con được làm con của nhà giàu, nhưng không đủ can đảm. Trong kinh Pháp Hoa: cha biết con mình ý chí hạ liệt. Nghĩa là cái tư tưởng đó, cái tư duy đó, cái suy nghĩ của nó rất là thấp kém, nó không có dám. Có nhiều người nói: thôi con tu, ráng tu để nữa về Tây Phương Cực Lạc làm tôi mỏi cho Phật được rồi. Con có dám lên ngồi bông sen. Nhưng mà Phật sao đâu có cho mình vậy. Phật xác định sao? Tôi là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Và mấy ngày trước có một vị hòa thượng dạy vậy nè: tụi con tu mà tụi con phải phát nguyện em, tu cho đến khi nào? Làm gì? Cái người nói: dạ tu khi nào làm hòa thượng. khi nào chứ không, tu đến khi nào mình thành Phật mới thôi. Còn nếu mình chưa thành Phật á thì mình tu tiếp. Nhưng mà phát nguyện á là tại vì sao mình đặt cho mình một cái tiêu chí cho thật xa là muốn thành Phật. Thì bây giờ đời nào mình sanh ra, trong đời nào đi nữa rồi á, cũng nói toại tôi muốn thành Phật cho nên tôi ráng lết nữa. Chứ còn nói thôi tôi muốn tu để về cõi trời được rồi, cái là lên tới trển cái không muốn đi nữa. Tu thất thành Phật cho nên Phật ngoài kia kìa. Thí dụ như là Phật ngay góc đó, đi tới đây rồi mệt quá ngủ đi, ngủ khỏe xong rồi đứng dậy và đặt biết rằng Phật đằng góc đó nữa, ráng đi tiếp. Giống như thầy trò Huyền Trang đi thỉnh kinh vậy đó. Nghĩa là đi biết rằng Tây Phương Cực Lạc nó nằm, nghĩa là thiên trúc nằm ở chỗ đó, là nhất định bằng mọi cách và dù có chông gai, có khó khăn cỡ nào cũng phải đi, chứ không thể nào làm khác hơn được. Đấy, tu ở đây làm gì? Đấy, ta có người nó tu để đến khi nào? Nó nói không, tu để đến khi nào thành Phật mới chịu. Cho nên quý vị nhớ trong cái bài sám không? Tám nguyện tu học Đại Thừa, bao giờ bằng Phật mới vừa lòng con. Đó. Cái câu đó là dịch của cái trong 10 nguyện của Phổ Hiền á. Có cái nguyện đó đó. Cái nguyện đó đó. Cho thằng Hòa Thượng Trí Tịnh dịch vậy đó: tám nguyện tu học Đại Thừa, bao giờ bằng Phật mới vừa lòng con. Chính thề chẳng dám mỏi mòn, dắt diều muôn loại điều tròn pháp quân. Cho nên mình tu đến khi nào mà thành Phật mới thôi. Thì cái tâm trí của mình mà nó thấp kém thì là hạ liệt. Thì trong đó, trong kinh luận á,
Có nói rằng chúng sanh mình có 55 cái tâm hạ liệt, 55 cái pháp hạ liệt. Hôm nào có dịp Pháp Hòa sẽ nói cái đó. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa đưa một vài cái ví dụ thôi. Ví dụ như là mình có hai cái pháp có thể đi tới hạ liệt, đưa mình tới cái chỗ thấp kém. Đó là gì? Đó là cứng đầu cố chấp. Hai là gì? Giao du với người xấu. Bây giờ đại chúng nghĩ cái người nào mà cứng đầu cố chấp có mở mang được gì không? Không. Tại vì cố chấp là gì? Nghĩa là mình cố bám vào cái đó, chắc vào cái đó, mà không bao giờ ai lung lay được. Mà trong khi đó người ta nói cho biết sự thật là như vậy, và thậm chí có thể họ cũng hiểu là vậy đó. Nhưng mà giờ lỡ rồi, tự ái cao mà, lỡ mình nói vậy rồi, cho nên mình phải cố thủ cái điều mình chứ không thể lung lay được. Và người ta nói sao? Cứ giữ như vậy đi, không chừng nó theo mình đó. Thì tất cả những hình thức dính vào đó, cố bám vào đó, thì chúng ta gọi là cố chấp. Chấp nghĩa là mình dính vào. Nhưng mà mình thí dụ có người ta lỡ người ta dính, nhưng mà có người nói không phải đâu, thì mình buông ra liền, tại mình không biết mà. Nhưng mà con này không, dính vào đây rồi không, tôi muốn tại tôi vậy đó. Có nhiều khi biết sai rồi nhưng mà không có thể được, quê chết. Nhất định bám vào đó. Thì cái người như vậy thì không thể tăng trưởng được sự mở mang, sự hiểu biết. Huống chi đã cố chấp mà còn thêm gì nữa? Cứng đầu. Trong kinh Địa Tạng nói chúng sanh can cường, ngang ngạnh. Thì bây giờ á, Phật á, có mặt để làm cho chúng sanh biết rõ pháp khổ, pháp vui. Nhớ không? Trong kinh Địa Tạng nói câu đó đó. Thì pháp khổ là gì? Pháp vui là gì? Pháp khổ là khổ đế, pháp vui là đạo đế hay là diệt đế. Nói một cách đơn giản là nói cho chúng sanh biết tứ diệu đế. Nhưng mà tứ diệu đế thì có người ta diễn giảng ra, nói cho mình biết pháp khổ, pháp vui. Đây là pháp này pháp khổ nè, đây là pháp vui nè. Thí dụ như mình tham là pháp khổ, nhưng mà tập sống biết đủ là vui. Mình bỏng sẻn là pháp khổ, còn biết mở lòng chia sẻ là vui. Đó, pháp khổ pháp vui là vậy đó. Đó là hai rồi ha. Rồi ví dụ ba cái pháp gọi là hạ liệt nữa nè. Gọi là tham, là sân, là si. Đó. Có những pháp nữa, tổng cộng là 55 pháp làm cho mình đi đến con đường thấp kém, thua dở. Chữ hạ liệt nghĩa là thua dở, thấp kém, xấu, làm cho mình bị trì trệ, delay. Thay vì mình kịp với người ta nhưng mà mình không chịu. Đi phi trường ha, nhiều khi cái vé máy bay nó in cổng này, nhưng mà thật sự cái monitor, cái screen nó đã đổi cổng rồi. Thì bây giờ mình đi phi trường á, cái vé nó nói gì nó nói. Nhưng muốn chắc ăn nữa đó là mình phải check, phải xem cái màn hình ở trên phi trường đó. Nhiều khi nó đổi cổng. Hồi đầu hôm á, lúc mình check in á, là cái cổng nó quy định ở đó, cho nên cái vé nó đã ra rồi. Nhưng mà tới sáng nay á, là có vấn đề gì đó cho nên cổng nó đổi. Cầm cái vé vậy nè, nhìn lên kiếm hai số không giống nhau, không tôi tin cái vé. Hoặc là ai lỡ coi cái truyền hình, cái màn hình không nghe, không coi tầm bay đó. Đi theo cái vé này đi. Thì cuối cùng sao? Trễ máy bay hoặc là mất chuyến bay luôn, tại vì người ta đổi cổng. Đấy, đó là một hình thức không có chịu mở lòng. Mà cuộc sống này á, cái gì cũng thay đổi, thì huống chi chỉ cái cửa. Có gì chắc đâu. Cứ nhớ là trên đời này không có gì chắc hết, chỉ có một cái chắc thôi, đó là chết chắc. Không có cái gì chắc hết á, chỉ có chết chắc thôi à. Cho nên là mà đụng tới mình là chắc chết, yên tâm. Yên tâm, chết là chắc, chứ còn không có gì chắc.
Cho nên mình thấu mình đó nội cái vé máy bay thôi và cái cổng thôi, chứ chưa nói những thứ khác. Là chưa nói những thứ khác. Nhiều khi mình thấy, nhưng mà cái nãy mình thấy phớt thôi, và nhìn kỹ là không phải. Thì mình quả quyết không, rõ ràng mà trời ơi, nó đốt thành tro tôi cũng thấy ra được. Mình nói như là mình có thiên nhãn thông vậy đó. Chớ theo pháp hạ liệt, chớ sống mặt buông lung. Chữ buông lung là gì? Buông lung là mình thả trôi, phóng dật. Chữ phóng dật là tiếng Hán. Tiếng Việt mình dịch là buông lung, tức là buông thả, mông lung, không có một cái điểm dừng. Thì trong kinh dạy chớ sống mặt, tức là thả mặt. Kệ nó tới đâu mà tới. Cứ bây giờ mỗi ngày cứ xả láng vậy đó. Thì hình thức đó là buông lung. Chớ tin theo tà kiến. Chữ tà kiến là gì? Là những cái thấy sai lạc mà nó xảy ra rất nhiều ở trong đời sống của chúng ta, nhất là đạo giáo. Tại vì sao? Tại vì cái gì mà nó u u hiển hiển, huyền huyền linh linh là người ta dễ tin lắm, dễ nghe lắm. Pháp Hòa mà nói cái chuyện, mà Pháp Hòa nói cái chuyện chụp hình đó, ba người là nói hoài, nói mãi luôn, mà đi đâu cũng bị hết đó. Đi đâu cũng bị hết. Trời ơi, nhiều khi nó mất thời gian dữ lắm. Mình đứng vô rồi, cái hai người đứng hai bên, cái không được, không được. Chị ra đi, ba người xui lắm. Bà kia nói, thầy đã giảng rồi, không có được. Thầy không tin ba người, rồi đi đẩy vô, đẩy ra, có mất 2 phút. Mà cứ như thế mà quý vị cứ tưởng là 1000 người đứng, mà lâu lâu mình cứ bị 5-7 người mà cứ vô, cứ 3 với 4, không không. Mới đây có một cô đó cũng nói, thầy